Thị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tâm học về định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chí cú sa la cầm măng ca tập băng kỳ đi dân ma ma ca dê na quá cha ma na sa tì đa sẻ sư ga tăng ca tăng dê sa ta sa nhì nô a thì dê cho sa ta a sa nhì nô ca tăng muôn nhà pha lăng mây hằng sa bê pha ghi pha hoàn tự tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng đến năng muôn nhà pha lăng mây gia dê cho ta tha na sa Anan đi đệ qua gà tò ni dê đà dùm sáp bê lô cầm hi dê sát ta chê quan thà hà ra hê tù ca má muôn năng phô chà năng sáp bê là phần tù má ma chê ta sa tị. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phàm thiên cùng là mặt, trời vô thượng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân ban, chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạnh ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chung sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn, chung sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cùng dường, hóa thành thực phẩm, mùi hương tọa lòng. Năm mô bích hai giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức, là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ danh hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới, do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đạo giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội.
Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Thành kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, nhật bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời quý vị chuẩn bị sẵn những câu hỏi chết chát hoặc đưa bàn tay để cho Nhật Bình nghe ngài thảo luận để học hỏi được nhiều thêm về trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và một lần nữa Nhật Bình kính mong bàn tay cũng như kính mong những câu chết chát của quý vị ạ. À, còn nếu có vị nào có thể hoan hỷ thì đưa bàn tay làm MC cho ngài thì càng tốt nữa ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn. Dạ, con xin xem hỏi. Ramma cha lo ca thi ba ti. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha lệ an thi wa rang a ya cha tha. San ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ca đệ sê tu tham mang anu cam bi mang ba chăng. Sát tham ma phê rê vi na yan cha ca yan suốt tan cha băng thăng a vi tham ma chậm măng a cơ ta yan tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bơ tha nãy dây xa và mạch chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ a đó là nhóm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn anh hẳn tay thừa ăn phổ ca đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng tràng để thử âm thanh ạ. Và con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn giả, kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, con nghe âm thanh ngày rõ mà con cũng thấy đồng đầu tràng cũng cho biết là âm thanh ngày rất là rõ. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời. Lâu rồi con Nhật Quỳnh thấy vắng bóng pháp nguồn Lào Cai. Hôm nay vào đạo tràng có khỏe hay không? Lúc nãy Nhật Quỳnh hỏi chắc không có nghe được, không có thấy trả lời. Bây giờ nhân tiện thì mời Pháp Nguồn Lào Cai cho câu hỏi đầu tiên đi. Dạ, lâu quá vắng bóng thì bây giờ
Lên hỏi câu đầu tiên đi Lào Cai. Dạ, Hà Thú. Dạ, mời Lào Cai nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay con vào nghe Pháp sớm, con cũng có một số câu hỏi của nhóm gửi con nhờ hỏi hộ. Dạ vâng, thế bạch Ngài cho con xin hỏi là mẹ chồng con lúc khỏe mạnh thì bà thường theo thờ cúng đồng cốt ấy, thưa sư. Giờ bà thì già bệnh ốm sắp chết rồi, không biết gì nữa mà con muốn mở kinh tụng Nam Tông cho bà nghe, không biết con nên không thưa Ngài, không biết có lợi ích gì hỗ trợ được cho mẹ chồng con không ạ. Con kính bạch Ngài từ bi chỉ dạy cho con ạ. Dạ. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch Trẻ Tông Hàng Giả, kính thưa cho quý vị. Thật sự ra đó, mình bình thường mình là người trẻ, mình không nghe kinh như thế, giờ có mở mình nghe mình còn không hiểu. Phải biết cái người đó lúc đó họ có những cái điều kiện gì đó. Thì bây giờ mời những vị tu sĩ ở trong cái hệ đó tới để nói, cái dùng âm thanh của người đó nói để cho bà nghe, thì mai ra bà còn có chút ít cái điều gì lợi ích cho bà. Chứ còn bây giờ mà mình mở kinh thì cũng như không thôi. Nhiều khi mình không đoán được cái sự cảm nhận của người ta, nhiều khi người ta bực bội không chừng. Thành ra mình làm cái gì mà mình không chắc thì đừng có nên làm. Nhất là đối với những người mà nghĩa là ở trong cái trạng thái mà gọi là thập tử nhất sanh đó, mình phải cẩn thận lắm mới được. Nên mời hoặc là thỉnh cái vị sư nào hay là cái vị tu sĩ nào mà thời xưa bà hay đi tới lui đó, hoặc có thể là những cái bằng tụng của cái vị đó cũng được, thì có thể giúp đỡ được chút ít. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình theo nguyên thủy mình mở kinh nguyên thủy cho bạn nghe thì có hại hơn nhiều hơn có lợi. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, sa thú ạ. Dạ, sa thú Sú Lành Thai. Con thấy Pháp Vườn Lào Cai đã tri ân Ngài và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân câu thảo luận của Ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát của quý vị ạ. À. Dạ. Dạ, sa thủ Thành Thị, mà Thành Thị nha. Dạ, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con có một câu hỏi. Dạ, con hơi thắc mắc một. À, bạch Ngài, là khi mà mình đọc thì mình đọc kinh á, đọc cái tụng kinh á, khi nào mà mình được có bài nào để mà được kệ không bạch Ngài? Vậy con thấy cái bài Thỉnh Pháp Sư á, có nhiều vị thì đọc, mà có nhiều đọc theo giọng kinh, mà có nhiều vị thì kệ. Con kính Ngài cho đạo tràng con biết lúc nào mình đọc, mà lúc nào đọc theo giọng kinh, mà lúc nào mình kệ được. Con kính trên đạo tràng, con kính thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư quý vị. Cái đó là tùy theo cái áp dụng cái điều đó trong cái lúc đó đang làm cái gì. Thành ra có nhiều khi trong cái những cái buổi lễ đó người ta đa số người ta dùng những cái bài kinh thuộc về loại kệ thì mình nên kệ. Còn nếu mà những cái buổi thuyết pháp hay là bình thường á thì phải tụng cho nó đúng, phải học đàng hoàng, chứ mình đừng có tụng theo cái kiểu mà xưa bài nay làm, nó không có nên. Bởi cái bài kinh đó mà muốn bài Thỉnh Pháp Sư, không phải bài Thỉnh Chư Thiên rồi này kia đó, nếu mình tụng cho nó đúng cách
thì chư thiên ta nghe hiểu ta mới tới, chứ còn nếu mình tụng theo kiểu mình thì nhiều khi ta không biết mình làm cái gì là ta đâu có tới. Thành ra quý vị nên tìm hiểu dùng cái cách mà tụng hay kệ trong những trường hợp nào ở quý vị người ta hay làm nào, tăng sự tôi rõ. Chứ còn Việt Nam mình thường là muốn kệ lúc nào kệ, muốn tụng lúc nào tụng, thì cái đó thực sự là nó không có đúng cách. Quý vị nên nhớ vậy đó, mà nó không đúng cách thì rất là nguy hiểm cho quý công. Thành ra nhưng mà thường thường đó thì ở mấy cái nước ta theo Phật giáo theo truyền thống như Thái Lan, Miến Điện, Thái Lan này kia chồng đó, nó có chia ra những cái bài kinh thuộc loại nào hết rồi, để khi mà làm cái lễ nào đó như thế nào thì họ làm trong những cái điều kiện đó, chứ người ta không có ấy. Thành ra sư thì không có học theo những cái lối mà đó, thành ra sư không có xua là lúc nào nên kể lúc nào nên tụng, nhưng mà tùy theo cái điều kiện của cái buổi lễ cái bữa đó, thành ra nên tìm hiểu cái đó thì nó chắc hơn. Còn nếu không thì mình cứ tụng một cách bình thường là nó bảo đảm nhất. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lành thai, và con thấy Thanh Thủy đã kính tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Và một lần nữa, Nhục Quỳnh kính mời bằng tay quý vị, cũng như mời những câu chích chát à. Dạ, con chưa thấy bằng tay, con chưa thấy câu chích chát theo như câu hỏi của Thanh Thủy. Con giải đáp cho con. Con thí dụ như cái bài Thỉnh Pháp Sư đi, thì con cũng thấy như trong cái rơm Phật giáo Tam Truyền này nè, có một cô Maha Ma Đú là cổ kể rất là hay, cái giọng cổ hay lắm luôn. Dạ, rồi con vào YouTube thì có khi con coi, con cũng thấy có mình những bài kinh, những thì có những cái nước Phật giáo, ví dụ như Miến Điện, Thái Lan, thì con thấy người ta kệ có, rồi kệ cách này cách khác gì, rồi còn có nhạc tụi theo nữa Bạch Ngài. Vậy làm sao tụi con biết nơi là đúng, nơi nào là sai Bạch Ngài? Và con kính nhân minh đến Ngài, Ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam Mô Bích Thai Gia. Nam Mô Bích Thai Gia, kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chào quý vị. Thì bởi vì sư mới nói là quý vị phải hiểu cái cách của người ta là nó theo những cái lễ hội như thế nào, chứ không phải là mình thấy cái nào hay nhất là mình đem nó mình xài, cái đó là không có đúng. Nó có những cái lễ hội theo truyền thống hoặc là theo cái phong tục của cái giống dân ở cái vùng đó. Ví dụ như bên mình tụng ở vậy ở cái những cái tỉnh miền Nam nó khác, mà ra miền Trung nhiều khi nó cũng khác, hoặc lên cái dân miền Thượng nó lại khác. Thành ra là tôi biết cái điều mà người ta làm nó như vậy đó. Thành ra có nhiều cái rồi mình không có học hỏi đầy đủ thì theo chúng tôi là nên tụng cách bình thường. Chứ còn mình muốn kể, muốn làm gì đó là phải dựa theo số cái tục lệ của cái dân cái vùng đó. Chứ không có ấy, chúng tôi thì hồi ở Thái, ở Miền Điện đa số là cái thành phố lớn thôi mà. Thí dụ như ở Thái, ở Bangkok hoặc Chiang Mai. Còn ở bên kia thì có thể ở Mandalay hoặc là ở Yangon rồi này kia. Thành ra họ theo cái chiều hướng mà có rất nhiều cái chỉ sư ngoài quốc tới học hỏi. Thành ra họ không bao giờ họ làm những cái vụ đó đó. Đi tục cũng bình thường chứ không học có mấy cái vụ đó. Còn nhưng mà lâu lâu mà được mấy ông sư ở miền núi rủ đi chơi rồi thì vô đó rồi mình mới thấy nó lạ thôi. Nhưng mà cái đó chúng tôi không thấy nó quan trọng, nên đã không có để học từ cái riêng biệt vậy. Ăn thua là mình phải tìm hiểu thử xem những cái lễ hội như mà người ta kệ vậy đó, mình tìm hiểu theo cái dân dùng đó đó nó đang làm cái gì, tổ chức những cái lễ hội gì đó. Tới chừng nào mình có gặp trường hợp đó thì mình hiểu, còn nếu không có ấy. Nghĩa là đối với những cái bài kinh mà được Đức Phật tuyên thuyết và chính cái kim khẩu của Ngài á, thì không ai dám hó hé dù kệ dù tiếc vậy đó. Chỉ có những cái đó về sau thôi, ví dụ như Thỉnh Pháp Sư sao, chứ quý vị thấy trong những cái bài kinh
màu xưa hầu thời Đức Phật không vào thánh đâu ha. Bởi Đức Phật thường ngày đâu thuyết giữa cái đám đông người đâu, lâu lâu ngày thấy vừa chư tăng nhiều người ngồi bàn bạc, ngài hỏi là chuyện gì vậy thôi, rồi ngài giải thích thôi. Chứ thường thường là người nào một hai người mới lộ ý của ngài thì ngài xuất hiện ở đó, nơi đó ngài giải thích thôi, chứ ngài đâu có ví dụ pháp sư pháp sĩ giống như bây giờ đâu. Giờ tại vì mình vô cái hội chúng nó đông người đó, đó thì trước khi tụng kinh mới thỉnh chư thiên, thỉnh thiên xong rồi xin thỉnh pháp sư thọ tam nguyện của giới rồi này kia ông sùng chứ. Thành ra những cái điều mà ta chế nhau đó, nó không có giống nhau cho tất cả các nước theo Phật giáo truyền thống, mà nó ăn thua từng cái bộ tộc họ làm như thế nào. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy Phật giáo mình thấy người kinh của mình làm sao, rồi quý vị bữa nào đi xuống Tài Vinh hay xuống Chân Thiện đồ coi mấy sư đó không làm sao, nó đâu có giống. Phần chánh thì nó giống nhưng mà những cái phần mà sẽ lẻ gì là không có giống. Thành ra cái đó là phải tùy nơi chứ. Còn mình trả lời cách chung chung thì chắc chắn là nó không có đúng hết được. Nó mô bích thà giá. Dạ, sa thú. Con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của con. Và cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhục Bình kính mời bạn chị Mít Tha nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liệt Tông, cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin có một câu hỏi nhỏ thôi Ngài, xin Ngài giảng giải dùm cho con. Đó là con muốn chân qua ở trên bàn Phật. Những loại hoa thông thường, thí dụ hoa cúc, hoa này kia đó, thì đó là con hiểu là đương nhiên rồi. Nhưng mà con muốn để những cái chậu hoa mà nó có đất, có nước, đồ này kia, thí dụ như là sen đá hay là hoa lan, đồ đó, những cái chậu mà có đất, có nước đó có được hay không? Dạ bạch Ngài, xin Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Già Kinh Thưa Chào Quý Vị. Ngay cái bệ trên bàn của ngay cái bệ mà Đức Phật ngồi là không có được để gì hết á. Đó. Quý vị muốn chưng cái gì thì quý vị làm một cái mấy cái bàn nhỏ để xung quanh cái đó thì được. Nhưng mà nên nhớ là ngay chỗ Đức Phật ngồi là không có để cái gì hết á. Mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống như Thái Lan Ông Điện, quý vị thấy quý vị có giói cũng không tới nữa, chứ đừng nói để cái chỗ Đức Phật ngồi đó. Nó cao, chúng tôi đứng trên hai cái ghế rồi còn giói đưa tay thẳng lên đầu mà chưa tới cái đầu gối ngài. Để ngài ngồi cao để cho mình đừng có phụ giúp không tới ngài. Rồi xung quanh đó, rồi muốn gì đó thì để xung quanh phía dưới đó đó. Có chùa thì làm kệ, còn có chùa thì nó không có làm, nhưng mà để mấy cái bàn cái nhỏ muốn chưng cái gì thì đem vô đó chưng xong rồi người dọn ta bưng ta dọn đi ha, không có ấy. Thành ra những cái đó là để xung quanh nên để trên bàn thờ Phật, nên nhớ cái kệ thờ Phật là không có để gì cả đó. Thành ra mình nên nhớ đó, mình tại sao mình phải dâng qua cúng Phật đồ này kia. Thời xưa Đức Phật ngài ở trong động, ngài ở trong rừng, xung quanh này nó có mùi ẩm, mùi hôi. Thành ra người ta dâng qua đó là để làm cho những mùi đó nó mất đi nha, quán mùi đó đi. Thành ra ta dâng qua đàng hoàng, chứ người ta không bưng trong chậu để trong chậu đất rồi này kia. Nó mình phải hiểu để mình làm cho nó đúng, cho nó sạch sẽ, chứ còn ở trong đề đó chi chịu khó mà để ngày hai ngày thôi, chứ để chi cho lâu vậy. Còn nhang là gì? Nhang quái nhang vào mà đốt tùm lum, nhang vào mà đốt kiểu đó chắc Đức Phật cũng ngọn chỗ cho ngài cũng xỉu chứ đâu ấy được. Nhang hồi xưa là một loại trầm thì dân đó để chi, để đuổi mũi hoặc là đuổi những cái con vật nhỏ nhỏ đó, cái khói đó, nó không có hại, nhưng mà nó có cái mùi
chứ không phải là nhân qua giống như là bưng cả nhà gì giống như chùm đốt hồng lum không ai làm vậy đó ha. Cho nên mình làm gì làm cho nó trúng ha. Cho nên đàng hoàng. Nhưng mà nhớ một chuyện đó à, ngay cả quý vị dân cơm nơi Đức Phật mà từ từ dân cơm Đức Phật là phải dân buổi sáng và phải bưng xuống trước 12 giờ thì cũng phải làm cái bàn nhỏ để trước mặt ngài chứ không bao giờ để trên cái bàn chỗ ngài ngồi đó. Nhớ chuyện đó ăn tập cho nó quen, làm cho nó quen cho nó sạch sẽ chỗ ngồi của ngài. Nó mua cái thai giả dạ tham mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân ngài. Dạ như vậy theo con hiểu là bây giờ ở trên cái bàn Phật mà con thờ cái tượng Phật đó thì con không được để những cái bình hoa hay chậu hoa gì hết, mà con phải để ở cái kệ hay là cái bàn gì ở phía dưới cái chỗ mà để tượng Phật. Con hiểu như vậy có đúng không thưa ngài? Dạ xin ngài trả lời lại một lần nữa cho con hiểu rõ. Nam mô Bụt Tha Giá kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả kính thưa chư vị. Dùng cái bàn nói cho nhau hiểu, bởi vì là một cái bàn cao nhất đó để chỗ ngồi của ngài. Xung quanh đó đó quý vị có thể làm những cái bàn thấp hơn để đó dân qua dân gì cúng gì để gì đó. Chứ còn cái chỗ ngài ngồi đó, cái bàn mà chỗ ngài ngồi đó, cái kệ chỗ ngài ngồi là không được để gì đó. Để cho nó được trong sạch. Cái chỗ ngồi của ngài mới làm cho nó trong sạch, nó thanh tịnh. Chứ đừng theo cái kiểu mình muốn bưng gì để lên cũng được. Nhiều khi để qua giả, để có mấy năm chưa dọn xuống. Không bao giờ để lâu hết. Vì nó nhớ chứ. Hỏi ngày xưa người ta đâu phải đi tìm tới chỗ Đức Phật ngồi dễ đâu, ở trên núi vậy. Đó. Rồi bưng qua lên rồi để nó xong. Ngài có những tỳ giả ở gần đó, nó tìm thấy héo rồi nó bưng xuống đâu, để đâu rồi chị. Mình bây giờ mình xịt gì đó gì vô để cho nó lâu một hai ngày cái đó thì mình không nên để mấy cái đó ăn dân cái gì đó. Đức Phật cái gì nhìn đời sống chưa tăng biết à. Ăn xong gần tới trời đứng bóng nó là dẹp hết, dọn hết sạch sẽ, không còn để là cái gì đó. Đói ráng chịu, sáng mai mặt trời mọc ôm mình bác đi xin tiếp, không có để dư là cái gì đó. Thì cái này cũng vậy, mình nên làm gì cho nó theo cái chiều đó. Còn chỗ Đức Phật là phải chỗ ngài ngồi là phải là trang nghiêm, chứ không có cần để qua đây để qua để thấp xuống. Xung quanh nó có những cái bàn có thấp hay là những kệ gì thấp thì để đó được, chọn cái chỗ ngài ngồi thì không có nên. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân ngài. Dạ con xin trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thú đảnh thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã giảng giải câu hỏi của chị Metta. Dạ cảm ơn câu hỏi của chị Metta. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ con thấy chưa có câu hỏi, dạ con xin phép được mời Pháp Nguồn Lào Cai. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài ạ. Dạ cho con xin hỏi được thêm một câu nữa ạ. Dạ trong 10 phước nghiệp sự ạ, có nói đến phước hồi hướng ạ. Bạch ngài cho con xin hỏi là khi hồi hướng như vậy thì có lợi ích gì cho người hồi hướng và chúng sanh được hồi hướng ạ? Dạ, con xin ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Thưa chư quý vị, khi mình làm cái phước gì đó, hồi hướng có nghĩa là mình cho người chết. Còn mình nói mình cho người sống là phải nói với người ta, nghĩa là tùy hỷ cái phước đó. Thì bây giờ đó thường cái người
giới, không cõi khác. Ta cần vật thực, thì khi mình cho cái phước đó nó sẽ thành vật thực cho người đó. Hoặc là khi người ta ở những cái cõi mà người ta không có dùng, nhưng mà ta nghe có người cho người ta cái điều hay lẽ phải, thì người ta sẽ hoàn hỷ với đó, tức là thiền pháp họ phát sanh. Còn mình khi mình biết rồi mình cho đó, thì cái tâm thiện, cái thiền pháp của mình nó cũng phát sanh. Rồi mình tập mình cho ra, thì mình được cái gì? Ví dụ mình dâng cúng cái gì đến chư Tăng, mình có được cái phước, thì mình dùng cái phước đó để mình hướng tới cái những người đã quá vãng, nếu người ta ở cảnh giới nào đó thuận tiện thì người ta nhận được. Còn người ta không nhận được thì nó cũng trở về mình thôi, bởi đó là thiện pháp. Còn người gặp người sống thì mình nói ra cái lời đó để người ta quan hỷ cái phước của mình, tức là làm cho thiện pháp người ta phát sanh. Thành ra mới cho ra là như vậy. Chứ còn mình làm rồi xong mình giữ thì cái đó thì mình chỉ có mình, nó không xin lời. Còn cái mình khi mình cho ra thì quá nó gọi là được xin lời. Đó. Nên thường trong ngày đóng của phương, mà Phật giáo vậy kinh đọc cái bài kinh bên ngoài bức tường á, thì vô bình xa khi mà làm phước rồi thì không cho thân nhân của mấy ông ở mấy cái kiếp về trước về báo á, báo mộng á, thì mới đọc thăng nô sự người ta hậu tụ nhà thầy vô đó. Thành bây giờ mình làm phước mình cũng nên tập theo đó, mình nghĩ tới cái người đã quay bản rồi mình nói cái câu đó, mình tụng cái câu đó, thì nếu là họ cảnh giới nhận được thì họ sẽ nhận được liền đó. Còn nếu ở cảnh giới họ không nhận được thì những người nào ở gần cái cảnh giới đó mà không nhận được, mà họ biết có người cho thì họ cũng xả thú, họ cũng vẫn có phước như được, gọi là tùy hỷ phước báo, họ xả thú được. Ví dụ như là những chư thiên mà ở gần lúc khả thiêu và đa ở gần mình, ở trên gốc cây hay là mọn cây gần mình, thì nghe có người cho những cái đó thì họ có vẫn có thể xả thú được như được, tức là tùy hỷ phước báo đó. Thì những cái đó mình làm mình đều có lợi, cả người cho người nhận đều có lợi hết. Rồi mình nên tập như vậy đó, để cho nó đừng có phí những cái mà mình không làm thì nó phí, là nó mình nên cho. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ sa thú ạ. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, cảm ơn câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ Nhục Quỳnh kính mời đầu tràng, mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ con chưa thấy bàn tay, chưa thấy những câu chết chát. Dạ bạch ngài, ngài giải thích cho cái thắc mắc của con. Dạ hồi sáng con học bài kinh Tiểu Bộ Tiền Phược, thì ban thana sút sút tăng thì phải cắt bỏ, cắt trừ ái, thí dụ ái con, ái cháu, chồng vợ vân vân. Nhưng mà nếu người đời mà mình nói thôi, mình khuyên người ta hoặc là bản thân mình đi, mà mình tập từ từ xa lánh con cháu, chồng vợ gì đó, thì có người nói là trời ơi, nếu mà sống mà không chồng không vợ không con không cái thì sống để làm gì, không có ai thương mình không thương ai thì sống để làm gì. Thì bạch ngài, ví dụ con gặp cái trường hợp đó thì con phải trả lời như thế nào, và bản thân con phải trả lời bản thân con nên làm gì bạch ngài? Con cũng thỉnh ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Con nói trời ơi, sống mà không có tình thương rồi không có
thương người nọ người kia, hoặc không ai thương mình thì mình sống làm sao? Vậy thì con phải làm sao Bạch Thầy? Con kính nhân bích đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá, kính Bạch Chư Tôn thì giả kính thưa cho quý vị. Thật ra đó, không phải mình không có cho, nhưng mà nếu mình cho bằng cái ái á, thì nó không có tốt. Nhưng mà mình cho mình phải cho cái thiện pháp. Mình nghĩ tới người đó, mình muốn người đó được gì phải muốn bằng cái thiện pháp của mình. Chứ còn nếu không mình để cái ái, tức là cái tham mà trong cái thân nhân thân bệnh đồ đó, là cái đó là người ta kêu mình xa là phải, bỏ là phải, buông bỏ là phải. Bởi cái đó là nó có hại chứ nó không có lợi. Nên thành ra mình muốn buông cái đó là những cái nào dạp dạp trước, nghĩa là cái nào hô thiện trước mình bỏ trước, để mình tập cho khi nào mình nghĩ tới người đó phải nghĩ bằng cái thiện pháp, chứ không phải nghĩ bằng cái tâm ái dục của mình. Thường thường mình không có biết cách, thành ra thường mình thương bằng cái tâm tham. Thành ra cái đó thì các bậc thiện trí người ta mới kêu mình bỏ đó. Bởi vì mình bỏ cái đó là mình bỏ những cái nó làm cho mình đau khổ, chứ không phải không. Quý vị biết mình phải bỏ từ từ cho tới cái lúc mà bỏ thật sự đó, là cái bậc sơ quả đó, bỏ thật sự. Thành ra nhưng mà cái bỏ thật sự vậy đó, họ vẫn còn dính mắt, vẫn còn dính chứ. Ngài Ananda khi nghe Đức Phật và đi Niết Bàn á, Ngài cũng đứng khóc vậy. Nói không? Chứ đâu, mình phải hiểu cái, có những cái danh từ mà thường được mấy chư sư ta dùng đó, nhiều khi nó không có chính xác với cái từ ngữ Pali. Thành ra mình tưởng bỏ là dứt bỏ, không phải. Bỏ là mình làm cho nó nhẹ đi cái sự chấp ngã của mình trong cái tâm của mình đối với con cái, đối với thân nhân, thân bằng, đồ chồng vợ này kia chồng đó. Quý vị nên nhớ đó, chúng ta đó thì chúng ta chưa kinh nghiệm, ta không hiểu. Chứ hỏi giống như những cái bậc mà hồi xưa là bậc sơ quả mà người ta là chồng vợ nhà, người ta cứ chơi dính mắt giống như mình. Không có. Thành ra phải hiểu cái cách bỏ là vậy, làm cho nó nhẹ bớt cái ngã chấp của mình đối với những người đó, gọi là bỏ. Chứ không phải mình bỏ người ta. Vẫn phải chăm sóc, vẫn phải nuôi nấng như từ, vẫn phải làm đủ cái nhiệm vụ của mình. Nhưng đừng để cái ái chấp nó dính vô. Đó. Mình lo cái gì cũng ráng lo bằng cái tâm, cái thiện pháp của mình. Đó. Chứ không phải mình nói người ta kêu mình bỏ, tức là mình không chơi với họ. Nó không phải. Vẫn làm đầy đủ nhiệm vụ, nhưng mà khi làm đừng để cái tham nó vô, cái bất thiện pháp nó vô, thì nó mới giúp được mình nhiều chuyện, và nó giúp những cái người xung quanh mình. Nghĩa là mình vẫn giúp đỡ họ đầy đủ, nhưng mà giúp đỡ bằng cái thiện pháp của mình. Chứ mình đừng bao giờ mình giúp đỡ bằng cách là mình để cho cái ác pháp nó vô, nó dính mắc, rồi tới chừng có trục trặc gì cái mình đau khổ. Không có nên. Anh ta phải hiểu cái từ ngữ này là vậy. Chứ không phải là bỏ, tức là sống cô độc mình này kia, không có được có chồng có vợ, cái đó không phải. Cái đó là không có đúng, không? Vẫn sống bình thường, chồng vợ con cái gì kia vẫn sống bình thường. Nhưng mà đừng để cho cái ái chấp nó vô nhiều quá. Bây giờ buông bớt từ từ, mình vẫn lo cho người ta, mình lo cho cái thiện pháp của mình, mình vẫn giúp đỡ người ta trong cái nhiệm vụ mình bằng thiện pháp mình có. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, xà thủ lành thai, con thành kính tri ân lời giải thích của Ngài. Con thấy đạo tràng cũng hoan hỷ với lời giải thích của Ngài. Xà thủ lành thai. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay và mời những câu chích chát trong đạo tràng ạ. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay mình lên, hoặc có thể chích chát lên Nhật Quỳnh đọc. Còn nếu vị nào bữa nay Nhật Quỳnh thấy có nhiều huynh đau nè, Quỳnh tu học Phật pháp nè,
Vinh Kinh Pháp nè, Vinh Quang nè. Dạ, mời quý vị nếu có thể đưa bàn tay lên để làm thi giả cho Ngài. Dạ, kính mời đầu tràng ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, cũng không thấy bàn tay. Quỳnh tu học Phật Pháp về, và Quỳnh hỏi một câu nữa nha. Nếu mà chưa có vị nào đưa câu hỏi lên thì Nhật Quỳnh mời Quỳnh nghe. Quỳnh uống nước rồi sẵn sàng đi nha. Tại vì Quỳnh có nhiều câu hỏi rất là hay mà làm cho đặng sinh động lên. Nên Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nha. Dạ bạch Ngài, theo như câu hỏi lúc nãy, câu hỏi về cái 10 triền phước. Thì trong lúc mà con nghe giảng, cái con cũng suy nghĩ, tại vì con có gặp cái trường hợp đó. Ví dụ có một người kia, thì người ta nói là thấy có chồng có vợ khổ quá. Ồ, mến chào Nguyên Trang, về vào đầu tràng. Thấy có chồng có vợ khổ quá, nên là không lấy chồng. Dạ, không lấy chồng, cũng không lấy vợ. Nhưng mà đến một ngày đó, vì cảnh này cảnh nọ, thì hai người cưới nhau. Hai người cưới nhau thì nói thôi, cái chuyện phải cưới thì cưới thôi, chứ còn không có con đâu. Nhưng rồi có một ngày nhờ nghĩ tới phải có con. Dạ, thì ý là con biết mình cứ phải, mình biết đó là khổ, nhưng mà mình cứ phải vào cái cảnh đó, giống như mình đứng từ xa mình đã thấy cái chỗ đó là cái hố, nhưng mà mình cứ bước tới. Thì câu hỏi của con đó là đoạn ngày trường hợp như vậy là do gì? Do là cái nghiệp đời trước của mình, rồi hoặc là do si, hoặc là do luyến ái, thì mình cứ bước như vậy. Con cung thỉnh Ngài giải thích cho con, nếu mà mình có cái trường hợp đó thì mình phải giải quyết ra như thế nào để cho mình có thể được nhẹ nhàng và được an vui bạch Ngài. Tại vì thật sự mà nói, bản thân con đó, con nhìn thấy nhiều cảnh đó, dạ, nhiều cảnh đó. Ở xa thì tình yêu thì giống như nhìn như hạt kim cương, mà lại gần này là giọt nước mắt. Nên con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch Chư Tôn, giá kính thưa chư quý vị. Khi mình đối diện với một cái sự vật gì đó, mình đừng có để 12 cái anh chàng trên nó chi phối mình. Chúng tôi nói rồi, trong cái não mình nó chỉ có 20 chuyện thôi, tức 12 cái người bạn gian ác và 8 người bạn hiền. Mình đụng những cái việc đó, mình nếu mình để 12 cái anh chàng đó vô nó chi phối mình là mình chết là cái chắc. Chết ngay khi còn hơi thở. Thì nó phải dùng cái 8 cái dưới nó chi phối, nó giúp đỡ mình chứ. Thấy không? Chứ mình cứ suy nghĩ rồi cái mình không có chịu suy nghĩ, mình không có chịu đối phó đâu mà. Cho nó đúng mức rồi mình đổi thừa nghiệp, đổi thừa này kia. Nghiệp là một chuyện, nó theo là một chuyện, nhưng mình vẫn có thể mình dùng một số thiện pháp hiện tại này mình làm cho nó bớt năng lực. Chứ không phải là mình cứ xuôi tay cho nó theo nó giật mình chứ đâu phải không? Đó. Ngay cả những người mà đối phó không đúng cách đó, vẫn tuột xà rông như thường. Hồi xưa chúng tôi ở không có gì đó tu, ba mấy hạ là tuổi, ổng là năm mấy tuổi rồi đó, vẫn bị cô đó kéo tuột xà rông như thường đó. Tại vì mình đối phó không đúng mức không? Lúc đó là mình chỉ thấy bằng cái chế định mà không thấy được cái thực tính pháp. Thành ra mình thấy chế định là cô đó đẹp, cô đó xinh, đồ này kia ông dùng không? Mình phải dùng cái điều kiện của mình để mình quan sát những cái đó, rồi mình tìm ra một cái phương pháp thích hợp để cho mình có thể mình tránh xa. Chứ không phải lúc nào thấy là cũng cứ để cho cái 12 cái anh ở trên nó nhào vô là nó kiếm chuyện, nó quay cho mình, nó quay vòng, nó quay riết rồi mình mất phương hướng, rồi mình lọt vào cái
cái bẫy của nó thì mình chết thôi. Mình nhớ đó quý vị. Mình dùng cái thí dụ của Bồ Tát thì Bồ Tát là ba la mật đầy đủ, mình dùng thí dụ đó thì có thể đối với mình không chính xác, nhưng mà cái ngài bỏ đi, định bỏ đi đó, cái gì đến với ngài? Có cái anh thì giả vô nói bạch ngài, hoàng hậu vừa mới sanh con đó. Ngày trước ngày đi tính đi ra, nhưng mà ngài vẫn quay lại đi, để đi tới cửa nhìn vô. Nhưng mà cái quyết định của ngài đúng mức, thành ra ngài nhìn rồi ngài bỏ đi. Mình có làm được không? Thấy không? Tại cái mức độ mà đối diện với những cái như vậy đó, mình chưa có đủ năng lực. Nghĩa là mình chưa có tập, công lực mình yếu quá. Và lúc đó là bảo đảm mình kêu cái anh mà xanh nạc, cái anh xanh chảnh hấp dẫn ngựa ra rồi, thôi đem ngựa vô trở lại đi. Ta chờ tới nhỏ này 17 tuổi tao mới đi. Lúc đó là mình giờ đâu còn gặp nhau trên rung này nữa. Mình phải hiểu là mình phải dùng những cái điều kiện. Mà khi mà mình đối diện nó phải chính xác để mình thay đổi cái điều kiện, cái nhân duyên trong lúc đó để mình có thể tránh xa được, chứ không phải không đó. Nhưng mà thường là mình không có làm, rồi có nên đổ thừa tài nghiệp, đổ thừa bao nhiêu chuyện, tập lần lần đi tập rồi quan sát những cái điều kiện như vậy, để rồi từ từ sẽ thấy mình sẽ từ từ chiến thắng đó. Từ cái nhỏ đi về dài lên để nó giúp đỡ cho mình. Chứ không mình có cái phương tiện mà mình không biết xài thì mình khổ, mình ráng mình chịu, khỏi cái than giảng chi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, những lời chỉ dạy của ngài là phải phòng thủ. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng có vị nào đưa bàn tay lên không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, con hành kính đảnh lễ để Đức Chúa Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có vị nào đưa bàn tay lên không? Có câu hỏi không? Chắc chắc lên thì Nhật Quỳnh sẽ đọc. Dạ, đưa bàn tay thì Nhật Quỳnh nhường mất ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, cũng chưa thấy bàn tay. Dạ, Quỳnh tôi học Phật Pháp có sẵn sàng chưa Quỳnh? Uống nước chưa? Xin ưu tiên câu hỏi của đạo hữu khác. Dạ, Quỳnh thấy rồi. Hồi nãy thầy Nhật Quỳnh rau rồi. Rau rồi cũng chưa thấy. Nhật Quỳnh hỏi một câu cũng chưa thấy. Giờ sao? Giờ Quỳnh sẵn sàng rồi phải không? Sẵn sàng thì Nhật Quỳnh nhường mít nha. Dạ, mình mời Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tam Ma giá, nam mô Sang Khả giá, giác sư trí đức, và kính đảnh lễ chư công đức tăng và quý cô tu nữ. Xin chào quý đạo hữu ở trong room ạ. Và xin ưu tiên cho những cái câu hỏi, những cái vấn đề của những anh chị đạo hữu khác ở trong room. Nếu mà các anh chị có, xin mời các anh chị cứ việc gõ lên nha. Trong lúc mà vắng như vậy thì con xin nêu vấn đề để cho sư chỉ dạy. Vì hồi tuần trước cái câu cuối cùng sư có một cái vị lên hỏi và đưa ra một cái kết luận rằng là hễ mà cứ còn cái thân năm quẩn này là còn bị khổ, hễ còn cái thân năm quẩn này là còn bị khổ. Thì cái câu này mình phải hiểu như thế nào cho nó chính xác, và liệu ở trong đạo Phật có một cái lối tu tập nào để mà dẫn tới một cái kết quả là tuy vẫn còn cái thân năm quẩn nhưng mà nó không bị khổ thân và nó cũng không bị khổ tâm hay không? Thực sự con lấy ví dụ như là vị A Nam ở trên ngũ tịnh cư thiên á, vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến sắc cú cánh ở trên đó, thì rõ ràng là các vị đó không bị khổ thân,
Và bởi vì không còn sân cho nên là cũng không có cái khổ u sầu não ở trong tâm nữa. Con lấy ví dụ như vậy. Như vậy một đó là một cái minh chứng là một cái người có đầy đủ năm uẩn nhưng mà không còn bị khổ của thân và cũng không còn bị khổ của tâm. Như vậy thì cái câu nói rằng là còn cái năm uẩn là còn bị khổ, mình cần phải hiểu như thế nào để cho nó chính xác, thưa sư. Dạ, xin sư từ bi giảng dạy cho chúng con ở cái điểm này. Con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Có một lần nọ, Đức Phật chỉ cái núi Hy Mã Lập Sơn, nói với cái người cư sĩ ngồi trước mặt, cái khổ của người cỡ đó, và chỉ một cái vị khác là bậc sơ quả, cái khổ của người này chỉ bằng cái đồi thấp thấp trước mặt đó mà thôi. Tức là bây giờ mình dựa vào cái đó để mình nói cái gì? Cái người phàm nhân khổ là tại vì có 12 cái anh ở trên đầy đủ. Còn cái ông sơ quả đó mà ông bớt rất nhiều khổ là tại sao? Tại vì ông diệt được 5 cái tâm, ông còn chỉ có 7 cái tâm thôi. Thì làm sao mà cái có ngũ uẩn khổ, khổ thì khổ thiệt nhưng mà làm đâu có giống nhau được. Phải không? Thành ra con đường mà dẫn tới chấm dứt sự khổ là con đường tứ niệm xứ. Tức là bắt đầu là diệt 5 cái rồi thêm đó đó, tới tầm quả về thêm 2 tầng sân nữa, rồi tới ông cuối cùng mới diệt hết tất cả. Nó họ diệt hết tất cả thì ông còn khổ, ông vẫn còn, nhưng mà cái đó nó nít có chút xíu thôi. Cái ngũ uẩn mà ông còn nè, ông vẫn còn khổ, cho khổ chút xíu thôi, cho tới ngày nào mà ông Bà Rí Niết Bàn thì chấm dứt. Đó. Thành ra cái khổ tại vì mình cái chấp mình nó nhiều. Thành ra khi nào mình tập tới bỏ bớt thì nó nhẹ lần lần, chứ làm sao mà có ngũ uẩn khổ giống nhau đâu có được. Thành ra không cần thí dụ mấy cái cảnh giới trên cao, chỉ mình thí dụ ngay cái cõi này nè. Đó. Khi mình diệt được một số ác pháp, một số cái tâm bất thiện thì cái khổ mình nó bớt theo đó. Chứ làm sao mà không bớt được. Thành ra mình cứ tập theo tứ niệm tứ niệm xứ đi, thì cái ngũ uẩn này, cái khổ sẽ bị bào mòn lần lần, chứ không thể nào mà mình nói giống như cũ được. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, con kính trì ân sư. Dạ, như vậy thì rõ ràng là khi mà mình kết luận một cái câu, mình nói rằng là còn năm uẩn, thể mà cứ có năm uẩn này là có bị khổ, thì cái điều đó cần phải hiểu nó chính xác như vừa rồi sư vừa trình bày, chứ không phải rằng là bất kỳ ai thể mà có điều bị khổ hoàn toàn. Nhưng mà sư hồi nãy lúc mà sư giảng dạy đó, thì sư có nói một cái câu là chúng ta bị khổ là bởi vì chúng ta còn chấp nhiều. Chúng ta còn bị chấp nhiều đó. Thì từ cái câu đó thì con mới nhớ lại là đây là một cái sự quan sát thực tế, không phải là lý thuyết suông. Thực tế và kinh nghiệm của chính bản thân ở trên cái con vậy đó. Thì con thấy rằng nó có hai cái khổ. Một đó, nó là cái khổ mà nó do cái quả của nghiệp xấu trong quá khứ chẳng hạn. Con lấy ví dụ như là cái bệnh của con đi. Một cái bệnh mãn tính, ví dụ như là một cái bệnh đau bao tử của con, một cái bệnh mãn tính, thì đây rõ ràng đó là cái quả của nghiệp, nó là cái khổ ở trên thân. Và cái khổ này nó là cái khổ quả của nghiệp, cho nên rằng là coi như là mình phải chỉ có nước là mình chấp nhận thôi. Nhưng mà rõ ràng con quan sát thì mình thấy rõ ràng nó có một cái khổ nữa, đó chính là do con hiểu sai, hay là con chấp lầm, giống như hồi nãy sư vừa mới nói đó, là do mình chấp nhiều đó, thì có do con hiểu sai và con chấp lầm. Cho nên ví dụ như là hiểu sai chấp lầm ở cái chỗ rằng là cái gì, là mình cứ muốn mọi thứ nó phải diễn ra theo ý của mình, nhưng mà trên thực tế thì không có cái gì nó là thường mà theo ý của mình được hết. Cho nên khi mà vô thường bệnh nó xảy ra, thì ngoài cái đau của thân thì con còn bị khổ của tâm, cái sầu não, lo lắng, sợ hãi, bất an, bất ổn ở trong tâm.
À, như vậy thì cái khổ mà do bất an bất ổn trong tâm đó đó, thì rõ ràng như sư nói đó là do cái sự hiểu sai và chấp lầm. Như vậy thì con muốn hỏi sư là trong trường hợp này là chúng ta đã hiểu sai và chấp lầm vào cái gì, và làm thế nào để mà chúng ta thoát được cái khổ đó? Là bởi vì rõ ràng là vì cái khổ đó đúng ra là không có, tại vì mình chỉ bị đau trên cái thân, nhưng mà ở trên cái đau đó còn lại sanh ra những cái sự bất ổn. Nào, đó thì đó là cái khổ thứ hai. Nào, thì ở đây con vấn đề con đặt ra là do mình hiểu sai, mình ngộ nhận, mình chấp lầm cái điều gì mà từ cái đau của thân mà mình sanh lên những cái sầu bi u não của tâm, và bằng cái cách nào để mình thoát được cái khổ mà nó không có thật như vậy. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Sư từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con ở cái điểm này. À, thì con bị cái khổ nó như vậy. Con là người thì chắc chắn ai là người cũng sẽ bị dính vào cái khổ mà từ cái thân nó sanh trên cái tâm nó như vậy cả. Nên là xin sư được quan hỷ chỉ dạy cho chúng con chỗ này. Dạ, con gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa cho quý vị, chấp đó không có chấp lầm gì đó, chấp tầm bậy chứ không có chấp lầm. Là lý do tại sao, tại sao mình thấy khổ? Tại vì mình chấp vào cái ngã, mình cho cái ngũ quẩn này là cái ta. Thành ra khi cái ta nó bị cái gì thì cái tâm mình chấp theo cái ta nó bị theo, chứ không có gì đó. Thành ra nếu mình đừng chấp vào cái ta, cái ngã của mình á, thì khi cái ngã này nó có bị cái gì đi nữa thì cái ngã nó đau, nhưng cái tâm nó không có đau. Còn nó mình phải phân biệt làm hai như vậy đó. Chứ mình đừng có chấp cái ngã với cái tâm chỉ là một, tức ngũ quẩn là một đó. Đúng không? Thành ra mình phải, chúng tôi nói từ hồi nãy rồi, phải hành tứ niệm xứ là vậy. Hành tứ niệm xứ để thấy danh sắc, mà thấy danh sắc thì cái sắc này nó có thể nó bị cái gì đó, nhưng mà cái danh nó không có chấp vô để nó khổ theo. Thành ra thường thường quý vị thấy người nào mà hành tới cái mức nào đó sẽ cho người ta an nhiên tự tại. Tại vì cái thân này nó đau nhưng mà cái tâm nó không có đau. Còn mình cả đau thân lẫn thân vẫn tâm. Rồi bên cạnh cái đau đó là cái chấp cái của ta. Không có cái gì của ta đó. Không có cái gì gọi là cái ngã đó. Thành ra khi mình hành tới mình thấy nó đó thì mình có thể mình, cái thân này nó bị gì là nó phải bị, tại vì nó là nó bị cái nhân duyên riêng của nó làm cho nó có triệu chứng. Mà khi mà nó có triệu chứng rồi đó thì cái tâm nó nhào vô nó chấp, cái danh nó nhào vô nó chấp, nó mới làm chết, nó đau thêm, nó đau cả hai đó. Còn mấy người ở mấy người mà người ta như là người ta khi mà người ta tới cái mức nào đó, người ta phân biệt hai cái này đó, nó chỉ nương nhau để nó làm cái nhiệm vụ của nó thôi. Thì cái lúc đó đó nó bị gì là cái bị đó, nó bị thôi, còn cái kia nó không theo chấp, tức là cái sắc nó bị, cái danh nó không theo nó chấp để nó khổ. Còn mình để ý coi, tôi nhức đầu cái ngã nó vô liền, tôi đau bụng cái ngã nó vô liền, tôi đau bao tử cái ngã nó vô liền. Nó ngã mà cái gì chấp cái ngã đó, cái tâm chấp ngã, thì cái ngã đau thì cái tâm nó cũng bị bệnh theo chứ có ở đâu. Phải không? Hành tứ niệm xứ để cho biết cái ngã với cái tâm nó là hai thành phần riêng biệt, đừng để cho nó dựa vào nhau nhiều quá. Nó phải dựa nhau để thành con người chứ mà, nhưng mà dựa nhờ nhau nhiều quá thì không có được. Nó mua cái tài vậy. Nam mô Bổn Thầy, dạ con kính tri ân sư. Dạ, trong cái trường hợp này á thưa sư, nó xảy ra thường xuyên lắm. Thật ra nó cái đau của cái thân, ví dụ như là ngay cả cái cơn bệnh đau bao tử của con, nó thật ra nó không có quá mức đau thưa sư. Có lúc nó đau, có lúc nó không, mình dư sức mình chịu nổi. Thậm chí là khi nào nó đau mình uống thuốc vô nó là hết, dư sức chịu nổi. Nhưng mà chính cái chấp á thưa sư, chính cái chấp á, nó làm cho mình cứ âm ỉ một cái sự là bất an, rồi bất ổn, rồi lo lắng, rồi sợ hãi, không biết là có cái cục ung thư nào trong đó hay không hay gì đó, ví dụ như vậy đó, tưởng tượng ra chấp đó,
thì nó lại là ghê hơn là cái cơn đau của cái thân. Thì cái này là một cái sự trải nghiệm. Thì như nãy sư vừa mới trình bày và sư chỉ dạy rằng là chỉ có tứ niệm xứ, tứ niệm xứ để mà phá đi cái sự gọi là chấp ngã ở trên cái năm uẩn. Nhưng mà sư thì trong trường hợp này á, xin sư đối chú qua bên kia về giáo lý, thì cái khổ mà do cái gọi là cái sự chấp này nè sư, cái sự gọi là thấy sai mà chấp tầm bậy này á, là nó thuộc về cái khổ khổ hoại khổ hay là hành khổ thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy kỹ hơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái khổ khổ hay cái thọ khổ á, nó thuộc về tâm sở thọ. Nhưng cái hành khổ đó nó mới dính vào cái danh sắc. Thành ra thường thường những cái mà làm cho mình chịu không nổi đó, thường thường là nó là cái hành khổ. Bởi vì dầu rằng cái sắc này là nó bị triệu chứng của nó, nhưng mà tại sao gọi là hành khổ? Là tại vì nó dính vô cái danh vô. Nghĩa là nó rất vi tế, thành ra cái danh gì vi tế mình không có nhận dạng ra được nó. Nhưng mà nếu cái thọ khổ đó, cả thân thọ khổ hay là thân thọ lạc đó, thì nghĩa là mình chỉ cần có pháp học là mình có thể mình nhận ra được nó. Thì nó đỡ trói chặt mình hơn. Còn cái hành khổ nó rất là vi tế, bởi nó đi thành những một chùm với nhau, một khối với nhau. Thành ra thường thường là đa số chúng sanh là không nhận ra. Thành ra khổ là cả thân này khổ, nghĩa là sắc đã khổ, sắc đã bị rồi, rồi cái tâm khổ theo. Cái đó thuộc về hành khổ, nó rất là khó chữa, bởi phải nhờ tới những cái trí tuệ mà thuộc về thiền kìa, thì mới nhận dạng lên được nó, thì mới đỡ. Chứ còn nếu không thì chưa chắc. Thế nên những cái người nào mà hành tứ niệm xứ đó, mà hành sai đó, dĩ nhiên là vẫn cảm thấy bớt khổ, nhưng mà chỉ bớt khổ trong vòng đợt đầu mà thôi. Mà khi mình trong vòng đợt đầu rồi đó, tới cái tuệ thứ tư mà quý vật sinh hô vật kỳ lê xã, nó rất có nhiều điều kiện đó, nó chen vô. Đó, có nhiều chuyện nó chen vô. Mà khi nó chen vô rồi đó, thì là mất cả chì là lẫn chài là vậy. Thành ra mình phải muốn hạ thủ công phu diễn đệ tứ chứ, là phải học cho đàng hoàng, học về tịch tiếng pháp về này nhỏ cho đàng hoàng, rồi mình hạ thủ công phu thì mình có rất nhiều hy vọng, dầu rằng chưa đi tới đâu thì nhưng mà nó vẫn có thể giúp đỡ cho mình có những cái triệu chứng của thân mà cái tâm mình nó không có chưa bị dính mắc. Chứ còn nếu không, thường thường cái thân này bị cái gì rồi cái tâm nó dính mắc liền theo, bởi vì cái đó nó theo mình đâu bao nhiêu a tăng kiệt kiếp rồi, chứ đâu phải mới theo đây đâu. Mà trong tăng kỳ kiếp đó nhiều khi mình không gặp được Phật pháp, mà không gặp được Phật pháp thì chỉ có nó khổ khổ và khổ mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ dạ con kính tri ân sư. Như vậy là chúng ta lại một lần nữa chúng ta lại sáng tỏ một cách rất là thiết thực hơn nữa về cái câu là tứ niệm xứ ekayano maggo phikkhave, đây là cái con đường duy nhất giúp cho mình vượt qua những cái sầu não. Lời dạy của sư Minh Hòa nó càng rõ hơn nữa. Như vậy là lúc nãy cũng trong cái vấn đề giảng này, sư có đề cập tới cái vấn đề là cái cốt lõi là do chúng ta chấp ngã. Thì đụng tới chữ này á sư, thì con thấy nó có cái chữ gọi là trong cái vấn đề về chấp ngã thì có là chấp tôi nè, rồi của tôi nè, và cái tự ngã của tôi. Thì xin sư giải thích về cái chữ là tự ngã, nó khác với ngã với lại cái như thế nào thưa sư? Tức là sư có thể là cho những cái ví dụ minh họa về cái sự gọi là chấp ngã và chấp tự ngã của tôi, nó khác nhau như thế nào? Dạ, còn gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra từ cái ngã tới tự ngã là cái chấp nó nặng thêm, chứ không có gì đó. Nghĩa là ban đầu chấp thường, sau nó nặng thêm, rồi nó nặng tới cái mức là nghĩa là mình thành người có người tà kiến luôn, chứ không có nói tiếng gì đó.
Nhưng mà tại vì cái lý do đó là cái ngôn ngữ của mình nó không có đủ nhiều cái ngôn ngữ, thành ra khi mình nói là mình cái nó dựa vào một số cái điều kiện mà của bên từ ngữ Hán Việt đó, cái mình cho nó nặng thêm thì nó phải thêm gì thêm gì. Thành ra nó rất là nguy hiểm, là nguy hiểm ở chỗ đó, thành ra những cái đó là mà phải cẩn thận lắm mới được đó. Bởi vì thí dụ như mình nói là tại sao mình chấp nè, quý vị đọc trong cái, nếu quý vị học về thập nhân duyên, quý vị thấy cái ngã kiến, thân kiến hay ngã kiến trong các quẩn là gì, nó có bốn chuyện đó. Chuyện thứ nhất là cho rằng sắc quẩn là ta, hoặc là ta là sắc quẩn, tức là nghĩ cái thân xác này với cái tôi đó nó chỉ là một, giống như ngọn lửa với ánh đèn vậy thôi. Cái thứ hai là quan kiến cho rằng sắc quẩn của ta, ta cũng là sắc quẩn, nghĩ rằng thân xác và cái tôi này là hai phần riêng biệt, nó giống như cội cây với bóng cây. Cái thứ ba là quan kiến cho rằng sắc quẩn hiện hữu trong ta, tức là nghĩ rằng cái tôi này với cái thân xác này là hai thành phần riêng biệt. Rồi cái thứ tư là quan kiến cho rằng ta hiện hữu trong sắc quẩn, tức là nghĩ rằng cái tôi với cái thân xác này là hai phần riêng biệt, giống nhau như viên ngọc ở trong cái tháp vậy. Nó thành ra khi mà bốn cái điều kiện này mình phân tích rồi, mình thấy rõ ràng nó liên hệ tới nhiều cái sự khác nhau lắm chứ không phải. Nhưng mà tại vì mình học nó tóm tắt thành ra mình không thấy rõ ràng. Chứ ví dụ như bây giờ tại sao mình nghĩ là sắc quẩn là của ta, nhưng mà là mình lại nghĩ sắc quẩn và thân xác này cũng giống như cái tôi với ngọn lửa với ánh sáng của ngọn lửa là sao, thấy không? Thành ra nó chỉ có một chuyện thôi mà người ta phân làm bốn để cho mình rõ ràng vậy đó. Thành ra mình thấy qua thấy lại, nó nghẹt qua nghẹt lại nó thành một luôn, không có gì đó. Mà khi mà nó thành một rồi đó thì trừ từ chữ ngã thường cho tới tự ngã cái gì ông chồng đó là do trong cái hệ thống cái chữ mình không đủ, nên người ta mượn tiếng từ ngữ là mình đọc mình rất là khó hiểu vậy đó. Thành ra nó có nhiều chuyện như lắm. Thành ra quý vị nào muốn hiểu rõ nó nên học về thập nhị nhân duyên mà liên quan tới cái ái đó, tức là thanh hả bạch trợ gia qua đa năng đó, thì họ có liệt kê tới 100 cái, tổng cộng 200 mấy chục trường hợp mà liên quan tới cái sự hiểu lầm này nè. Đó. Trong cái ta nú qua tha ná tức ngã chấp thủ, thì gọi là sạch cái giá đích thị thân kiến đó, thì nó có tới 250 mấy loại khác nhau. Đó. Ví dụ như thân kiến đối với sắc quẩn là có 112 trường hợp, thân kiến đối với thọ quẩn, nghĩa là cái sạch cái giá thiết thị đối với thọ quẩn là 72 trường hợp, đối với tưởng quẩn là 20 trường hợp, đối với hành quẩn cũng là 20 mấy trường hợp như vậy đó. À, tổng cộng lại đó là 250 trường hợp luôn, 256 trường hợp vậy đó. Thì mình bắt đầu mình chia sẻ ra cho đàng hoàng, là mình nếu có dịp mà hành thiền đó, mình mới phân những cái mà mình chia sẻ được từ trong góc học ra vậy đó, thì mình phân biệt ra từng cái nó rõ ràng, thì cái cơ hội mình chấp vào cái đó thì nó sẽ mau mất lần lần, hoặc là nhẹ bớt đó. Thì nó mới giúp đỡ được mình thôi, chứ còn nếu không á thì mình coi nó như một khối vậy đó. Từ xưa giờ mình nghĩ là nó cái thân thể từ đầu tới gót chân mình là một khối, nhưng mà bây giờ nếu mình nhìn cái thông thường, mình nhìn vào sắc thông thường là nó có 27 chuyện để nói rồi. 27 chuyện, có chuyện nó đi chung, có chuyện nó riêng, tại sao nó vậy, tại sao nó nọ, nó rất nhiều chuyện trong đó để mình có thể mình áp dụng. Thì một khi mà mình hạ thủ công phu về vấn đề thiền tứ niệm xứ thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng luôn. Chứ còn bây giờ mình nói thật sự ra đó, có giảng cái mấy rồi mình nhìn cũng không ra, tại vì mình chưa có những cái kinh nghiệm mà liên quan tới những cái phối hợp đó, từ những cái thực tính pháp này tới những thực tính pháp khác, cái nào nương, cái nào dừa, cái nào làm chủ lúc nương, cái nào làm đồ đệ lúc này lúc nọ đó. Thành ra cái đó là cái rất là quan trọng để cho mình hiểu được cái những cái điều kiện trong cái thân này, để mình bỏ bớt những cái thân kiến đó, bỏ bớt, làm nhẹ bớt. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con kính tri ân sư ạ.
Dạ, vẫn tiếp tục ở trong cái vấn đề về cái tự ngã này đó thưa sư. Cái chữ là tự ngã thì con không biết rằng cái chữ tự ngã này nó có bị trùng nghĩa, nó có đồng nghĩa với cái chữ gọi là tự tính hay không thưa sư. Chữ sắp pha hóa, chữ sắp pha hóa nó là một cái đặc tính tự có, thì không biết rằng là cái chữ tự ngã và cái chữ sắp pha hóa và cái chữ tự tính của các pháp đó, thì nó có bị dễ bị lẫn lộn hay không. Thì hai cái chữ này con thấy nó cũng rất là gần giống nhau, tại vì khi mình nói tới cái chữ tự ngã là mình đang đề cập tới một cái tự thể mà nó độc lập riêng biệt, nó tự có. Thì cái tự tính nó là một cái đặc tính cũng là tự có của cái pháp đó. Thì hai cái này con thấy nó rất là giống. Như vậy xin sư giảng giải về cái sự khác nhau giữa hai cái nghĩa của hai cái chữ này. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Tự ngã là một tập hợp, tự tính là những thành phần riêng biệt trong cái tập hợp đó, hai cái khác nhau đó. Thành ra khi mình nói tới tự ngã, thường thường mình nói một cái khối nguyên cái nhóm này đó. Nhưng mà nếu mình phân biệt ra thì nó là tự tính. Ví dụ mình nói dễ hiểu, cái thân này á nó có 28-27 sắc thì mình nói là cái tự ngã. Nhưng mà trong 27 sắc này, nếu mình chia ra từng sắc, ví dụ như sắc gì, sắc thần kinh, mắt, thần kinh này, kim chồng, nó lại thành cái khác. Thì người ta dùng cái tự tính mà chúng tôi không biết chữ tính đó đó, trong cái nghĩa của chữ Hán này nó là nghĩa gì chúng tôi không biết. Nhưng thường thường đó, hồi xưa chúng tôi được mấy cái gì mà trưởng lão giải thích là như vậy. Nhưng mà thật sự chúng tôi chữ Hán chúng tôi dở lắm, chúng tôi thuộc lại Hán hẹp chứ không phải Hán rộng. Rồi có nhiều khi họ dùng mấy chữ từ Hán Việt thì chúng tôi nhức đầu liền đó. Thành ra hai cái đó là một cái là một khối, một cái là chia kẻ ra chứ không phải một khối. Nam mô Bố Thầy. Giá Nam mô Bố Thầy. Dạ. Dạ, nhưng mà cái chữ mà tự ngã đó thì nó lại là không có thật. Tự ngã là đang ám chỉ tới một cái thực thể mà nó tự có, không có phụ thuộc vào một cái gì cả. Thì trong đạo Phật mình là cái đó là không có thật. Nhưng mà tự tính thì nó là một cái đặc tính, nó là một cái đặc tính riêng biệt của một cái pháp. Như vậy thì chỉ khi nào mà một cái pháp nó có cái tự ngã thì nó mới có cái tự tính chứ thưa sư. Như vậy thì nhưng mà trên thực tế thì rõ ràng là ví dụ như là những cái pháp nó không có tự ngã nhưng nó có cái tự tính. Như vậy chỗ này là xin sư Quan Hỷ giải thích rõ hơn. Tại vì là chỉ khi nào mà nó có cái tự ngã thì nó mới có cái tự tính chứ. Tại vì nó phải có một cái thực thể, nó phải có một, nó một cái pháp mà nó phải có một cái thực thể riêng biệt thì nó mới có cái đặc tính riêng biệt mà nó gắn liền với cái thực thể đó, thì mình gọi nó là cái tự tính của nó. Nhưng mà rõ ràng là không có cái pháp nào có tự thể riêng biệt cả, tức nghĩa là không có cái pháp nào có tự ngã cả. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì cái chữ tự tính nó lại có thật. Như vậy thì chỗ này xin sư giảng chi tiết hơn để cho chúng con hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Anh lấy 32 cái phần trong cái thân này, tóc không mong gần dạng để ra ngoài, nó gọi là cái gì? Nhưng mà nó hợp lại thì nó gọi là cái gì? Thì bởi vì mấy cái nhỏ là cái thực sự là cái xa pha quá này đó, nó gộp lại người ta mới đặt tên nó là người, là ông, là bà rồi này kia chứ, phải không? Nhưng mà tại vì mình xài riết rồi cái mình tưởng hai cái là một hoặc ngược lại. Đó. Thí dụ như bây giờ hay là trong mi tiên nhân đáp mà họ thí dụ cái xe đó, anh gửi cái bánh để ra tất cả gọi là cái gì, nhưng mà hộp lại cái đó thì gọi là cái gì? Thành ra từ cái có thật mà gộp lại nó thành cái không có thật. Theo sự hiểu biết của con người chứ không phải là hiểu biết của thực tính pháp này, hiểu biết của con người đó. Nhưng mà nếu mình đã rã ra lại á, thì là nó không lại gì hết. Nhưng mà nó gộp lại được thì nó, người ta phải đặt tên cho nó chứ. Nên khi người ta đặt tên nó mới trật. Ví dụ người ta gọi mình là con người là gì?
nó người là một cái tự ngã. Hỏi nó có cái sợ pha quán nó không có chứ. Nhưng mà mình lắc ra từng cái mình bỏ ra thì không ai biết nó là gì đó. Thấy không? Đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ sẵn sư đề cập tới vấn đề này nữa thì con tiếp tục nêu vấn đề sâu hơn chút. Là sư nói, sư đưa cái ví dụ như là trong một cái chiếc xe thì nó là được cấu tạo bởi những cái phụ tùng tạo ra cái chiếc xe, và như vậy thì chiếc xe nó chỉ là giả danh, nó không có thật. Xe nó chỉ có là một cái tên giả danh chứ nó không có thật. Thì như vậy đó, con lấy ví dụ như là tâm đi, thì tâm nó cũng được cấu tạo bởi nhiều thành phần, đó là cái gì? Đó là vật nương, rồi cộng với lại là cảnh, rồi cộng với lại các cái tâm sở, rồi cộng với lại nghiệp, thì nó mới tạo ra tâm. Tức nghĩa là tâm cũng là do nhiều thứ nó ráp lại. Mà trong những cái thứ này á, không thấy cái thứ gì là tâm cả. Trong bốn cái là vật nương, là cảnh, là tâm sở, là nghiệp, nó cũng không có cái gì là tâm cả. Như vậy tâm cũng là do nhân duyên cấu tạo thành. Như vậy thì tâm cũng là giả danh hay sao? Nhưng mà rõ ràng tâm là một cái có thật chứ không phải là giả danh. Nhưng mà khi mình để chiếc xe vô á, xe là phụ tùng này ráp lại, không có cái gì là xe. Thì khi đó xe thì mình lại nói rằng là xe là cái không có thật. Nhưng mà trong trường hợp này mình thấy tâm cũng là nhiều cái nó ráp lại, nhưng tâm lại là cái có thật. Như vậy thì chỗ này mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Và còn gửi bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa chư quý vị. Thật sự nói tâm là cái tập hợp này thì cái chuyện đó chúng tôi không biết, quỳnh lấy từ đâu ra thì chúng tôi không biết. Nhưng nên nhớ đó, nghĩa là cái tâm, cái sắc này đó, nó là cái phân tử mà con người ta không thể thấy được. Nhưng mà không nghĩa là nó là không có. Đó. Quý vị nên nhớ đó, ví dụ cái sắc này đó, nếu không có Đức Phật thì không ai biết nó là cái gì cả. Bởi vì trong một cái nhỏ nhất bây giờ, nhỏ mà phải dùng kính hiển vi cấp độ cả ngàn lần mới thấy được cái đó đó. Nhưng mà Đức Phật nói trong đó nhất có 8 sắc. Thì hỏi một cái sắc nó là cái gì? Thành ra không ai biết nó là gì ngoài trừ trí tuệ của Đức Phật mà thôi. Thành ra sau này người ta dùng một số cái danh từ mà hiệp thế người ta mượn để người ta giải thích cái đó. Thì mình cứ tưởng cái giải thích đó là tâm, không phải. Nếu nó thật sự đó, mà nó sẽ phá quá tới cái thực tính của nó đó, là tôi biết cái đó. Nhưng mà mình biết theo cái sự hiểu biết của Đức Phật, chứ không phải là mình chiêm nghiệm ra đó. Thành ra nếu mà đặt cái kiểu chưa đặt hồi kiểu qua của huynh đặt hồi để chúng ta đi về cảnh giới nào chúng ta cũng không biết luôn đó. Tâm sở sắc với nước vàng là bốn cái pháp đó, là sự hiểu biết của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật. Mình chỉ vay mượn cái sự hiểu biết đó để mình hành cái pháp, để mình đi ra khỏi cái cõi khổ này thôi, chứ không phải mình mượn cái điều kiện đó để mình hành, để mình thấy cái đó là cái gì. Mà nhớ quay đó, huynh coi có thấy cái đó là cái gì không? Không coi tâm tư tứ hình xứ hay là 16 đại pháp để biết thấy gì? Không phải thấy cái thật coi tâm là gì à? Thì nhân sanh tâm thôi, chứ còn tâm là cái gì có ai biết đâu. Chuyện này nói thực tiếng pháp, nói là mình dựa vào sự hiểu biết của người khác, tức là hiểu biết trí tuệ, hiểu biết của Đức Phật đó. Rồi mình mới bắt đầu mình dựa đó để mình hành, để mình đi ra khỏi cái đó thôi, chứ còn đấy không phải đi tìm cái đó là cái gì. Mình nhớ trong 18 thể mình xác đi làm gì, thì chỉ đi diệt 12 cái anh ở trên thôi, chứ không phải để đi tìm người coi cái đó là cái gì. Phải không? Nếu mình học để coi cái đó là cái gì là chắc cái đó là có sẵn, mà nó có sẵn lúc nào ai biết đó. Cho tới cả mấy chục triệu năm sau có cái gì nữa ra đời nói cái đó là vậy, nhưng mà ngày
Dạ, mình hành để đi ra khỏi cái đó, chứ không phải giờ hành để coi cái đó là cái gì. Quên mà hành để coi cái đó là gì thì coi quên khổ khổ chắc được thêm vài trăm tăng kỳ người kiếp nữa chứ không phải đâu. Để đi ra khỏi cái đó thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư. Thì cái vấn đề này là tại vì là nhân cái dịp mà sư dẫn lại cái ví dụ về cái vấn đề là không có cái tự ngã ở trong cái xe. Xe nó cũng là nhiều thứ nó ráp lại, phụ tùng nó ráp lại, nhưng mà xe nó chỉ là đồ giả thôi, nó chỉ có trên cái giả danh thôi. Thì con mới đưa ra một cái ví dụ tương tự như vậy. Thì tâm nó cũng là nhiều thứ nó ráp lại, nhưng mà nó là cái có thật, thưa sư. Rõ ràng như vậy. Ví dụ pháp dạy tâm là một trong bốn cái pháp thực tính có thật, nhưng vẫn là do nhân duyên tạo, vẫn là do nhiều cái yếu tố nó lắp ghép lại, nó cấu tạo lại để mà nó hình thành. Thì nó cũng gần tương tự như hình thức của một cái chiếc xe, nó cũng nhiều yếu tố ráp lại, nhưng mà tâm là có thật, nhưng mà chiếc xe lại không có thật. Là chính cái chỗ đó, thì con muốn xin sư là giải thích như vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ nào? Giữa mình lấy cái ví dụ là một cái tâm cũng do nhân duyên tạo, nhưng mà lại là cái có thật, nó là một cái thực thể có thực tính, nhưng mà chiếc xe cũng do nhiều yếu tố ráp lại, nhưng lại là cái không có thật. Đó, thì con xin sư quan hỷ chỉ dạy con thêm một lần nữa về cái chỗ này, hai cái nó khác nhau ở cái điểm nào. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chị quý vị. Tại vì nãy giờ thì giải thích cái khác nhau là từ cái tính như cái gì đó nãy đó, ha? Chứ không có giải thích là cái pháp chân đế nó có thật như thế nào, chứ đó không ai biết hết, chỉ có Đức Phật biết thôi, ha? Bây giờ cái tâm nó do nhân sanh, nhưng hỏi cái gì cấu tạo nó, thật sự không có chỗ nào để gặp cái gì cấu tạo nó. Bởi vì cái vật đó nó không phải, nói chứ sắc nó đã nhỏ như vậy mà người ta tìm còn chưa ra ngoài trừ trí tuệ Đức Phật, thì làm sao mình tìm cái tâm nó là cái gì. Nhưng mà mình dùng những cái thí dụ ngoài để mình cho thấy đó, một cái tập hợp lớn có thể là cái không có, nhưng mà những cái tập hợp nhỏ nó thành cái tập hợp lớn, thành cái khối đó đó, thì nó có thật. Nhưng mà nó có thật như cái kiểu nào thì không ai biết hết đó. Đó, thí dụ bây giờ mình nói cái thân này nó được tập hợp bởi 27 cái sắc, thì hỏi 27 đó là sắc gì, tên nó thì có, nhưng nó là cái gì thì không ai biết hết đó. Bởi Đức Phật cũng không có dạy nó nhớ gì đó, bởi vì ngài chỉ dạy con người ta đi tới cái chỗ để diệt thiền đạo, tập diệt 12 cái tâm bất thiện thôi, chứ ngài không có chỉ chúng ta đi tới đó để coi nó là cái gì đó. Bởi vì nếu mà chúng ta tốn thời giờ để đi tới nơi đó coi nó là cái gì á, thì có lẽ chúng ta không bao giờ đi tới. Nhưng mà chúng ta đã biết cái gì cần phải diệt để mất được cái thực thể mà mình vẫn tôn sùng nó bao nhiêu tăng kỳ. Đức Phật chỉ dạy con đường, được chỉ con đường đó cho chúng ta mà thôi. Đó. Thành ra quý vị có hành tứ niệm xứ tới đâu đi nữa thì quý vị cũng diệt 12 tâm bất thiện thôi. Còn những cái còn lại quý vị đâu có diệt. Cái sắc này quý vị đâu có diệt cái sắc nào đâu. Đó. Mình phải hiểu cái chuyện đó chứ. Ngài chỉ dùng những thí dụ đó để chỉ ra con đường cho mình đi. Đi để làm gì? Đi để kiếm cái khác chứ không phải đi để tìm cái mà mình đang có đây. Mình coi trong thân này cái gì xấu đó, mình dùng cái con đường đó để mình diệt nó, chứ không phải mình coi nó là cái gì. Không lẽ mình tới đó rồi tôi phải biết cái tâm tham nó là cái gì tôi mới diệt nó à? Không thể nào có chuyện đó cả. Nhưng mà nhớ cái thực tế nó là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Chúng tôi xin vài phút về tại nhà con người kia ngoài kia. Nam mô Bụt Thầy giá.
Rồi mời quý vị hỏi tiếp. Dạ con xin lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin lãnh lễ Sư Trí Đức, con xin lãnh lễ Sư Liễu Tông, con xin lễ Sư Tuệ, con xin lãnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, con có một cái câu hỏi về cái tâm tham đó thưa sư, mà con xin liên hệ với ngoài đời là ví dụ như khi mà mình đi làm ở chỗ làm thì một cái người con giả dụ là con đi, ví dụ như con đi làm mà con thấy ví dụ như con bỏ công sức ra con làm cho người chủ của con, mà ví dụ như cái người chủ mà người ta không có, cũng như người ta không có thấy được cái sức lao động của mình, hay là người ta không có thấy được cái sự đóng góp của mình đó, rồi mình mới nghĩ là tôi thấy là tôi xứng đáng như vậy thì tôi phải có cái đó, phải được tăng lương hay là được thưởng hay là gì đó. Thì cái đó là lúc đó là trong mình phát sinh cái tâm tham lên. Thì nếu mà mình tránh cái tâm tham, không lẽ mình nghĩ là thôi mình sẽ không có đấu tranh vì những cái đó, hay là mình phải nghĩ khác đi như thế nào, hay là ví dụ như mình nói là mình làm vậy là giống như trả nợ hay trả nghiệp cho người ta vậy sư. Thì con muốn cái câu hỏi của con á là không lẽ trong những cái trường hợp đó sư, là mình phải tránh cho cái tâm tham mình phát sanh như thế nào sư? Dạ con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổng Hàng Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, mình chỉ làm theo cái nhiệm vụ của mình. Có thể nhiệm vụ của mình đang làm cái công việc đó nó không có giúp mình để phô diễn cái tài năng của mình được, thì mình cứ làm thì thôi. Còn nếu mình không thấy cái chỗ này không thể hợp, tìm chỗ khác chứ ở đó mà lo chi. Rồi mình phải nghĩ tới chuyện này đi nọ để cái ác pháp phát sanh làm gì. Đó. Ví dụ họ không có đổi cái chỗ cho mình lên cao chút để mình làm theo cái ấy của mình, tại vì họ chưa thấy, nhưng mà mình không có điều kiện thì mình nên tìm chỗ khác thôi. Chứ mình ngồi suy nghĩ là vậy bả làm gì cho mệt mình nhé. Còn nếu mà cái hãng đó nó có nhiều cái chỗ thì mình làm tới lúc nào mà họ thấy họ, hoặc là mình có cơ hội để mình cho họ biết là mình có khả năng vậy đó, lúc đó mình mới có điều kiện để mình có thể nói với họ được. Còn nếu không thì làm sao mình nói được, trong khi họ chưa biết mình là có khả năng như thế nào. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con hiểu rồi, con xin tri ân sư. Dạ sư, con có một cái câu hỏi nữa đó sư. Mới nãy cô Nhật Quỳnh có hỏi về cái sự dính mắc với gia đình, chồng vợ con cái đồ sư. Thì con thấy là ví dụ như là mình, nếu mà mình dạy dỗ con cái mình nhưng mình uốn nắn nó mà nó không có nghe đó sư, thì nếu mà cái sự dính, nếu mà cái sự không, mình không có muốn dính mắc đó sư, thì mình phải làm, trong trường hợp đó mình phải làm sao thưa sư? Tại vì ví dụ như con cái của mình thì mình, cha mẹ thì mình luôn muốn, giống như cha mẹ con thì luôn muốn con phải đi con đường mà cha mẹ con dạy theo, thì ví dụ như con cũng vậy, con cũng mình là cha mẹ thì mình muốn uốn nắn con cái mình đi theo đường tốt. Nhưng mà nếu mà con cái mà nó không có đi theo cái con đường của mình dạy đó sư, thì ở đây cái sự không dính mắc là phải như thế nào thưa sư? Dạ con xin tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tổng Hàng Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, mình nói nó nghe, mình phải tìm người nào nói cho nó nghe, thì mình nhờ người ta nói chứ
chứ làm gì. Bây giờ dễ mà khi nó vô trường học thì mình nhờ thầy cô gì đó, nó có một số khuyết điểm gì đó nhờ giúp, thì từ từ nó thay đổi. Chứ còn bây giờ mình buông là buông sao? Bởi vì mình không giúp được nó, mình nói mình buông nó rất là khó. Mà mình cứ nghĩ rằng mình phải dạy nó, hay là mình nghĩ bố phải dạy nó, đâu có được. Nên nhớ con đối cha mẹ nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, con thua cha mẹ. Trường hợp thứ hai, con bằng cha mẹ. Trường hợp thứ ba, con hơn cha mẹ. Thành ra nếu mà nó thua mình, mình nhiều khi mình nói nó mới ok. Chứ còn nó hơn mình, nó hơn từ trong cái nghiệp của nó với cái nghiệp của mình, thì nó dĩ nhiên nó phải cứng đầu rồi. Bởi vì lời nói mình không có cần có kể quá được đó. Thì mới nhờ người nào trong gia thân thuộc trong gia đình hoặc thầy cô gì đó nhờ làm cái gì đó, thì nó sẽ từ từ nó thay đổi. Chứ đúng người thì nó mới thay đổi, còn đúng người thì nó vẫn cứng đầu như thường, chứ làm sao bị nó thay đổi được. Mình thì nhỏ cũng vậy, về bắt chè nít ha. Đó, gọi những người xung quanh mình, có những người nào có khả năng thì nhờ nói giúp, là hay là chỉ dạy giúp người này kia được. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin tri ân sư đã giảng dạy cho con ạ. Con xin mời đạo tràng ạ. Dạ sư thưa ạ. Con xin kính bạch ngài cho con xin hỏi thêm một câu nữa ạ. Dạ. Con xin hỏi là con thường nghe là thiên đàng hay là địa ngục thì đều do tâm của chúng ta tạo nên ạ. Thì con được biết là trong có 31 cõi thì có cõi địa ngục, mà mình thì lại là ở cõi người. Thế nếu mà ví dụ khi tâm mình khổ đau á, thì mình có được gọi là mình đang ở trong cõi địa ngục không ạ? Và hai cái từ địa ngục này nó có gì khác nhau không ạ? Bạch ngài xin ngài chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn này và kinh thưa cho quý vị. Cái tâm mình nó có xấu thì là mình là người xấu, chứ sao mà ở cõi địa ngục. Cái cõi địa ngục là một trong những cái cõi mà chúng sanh ăn cái thân ngũ quẩn này mà tắt thở rồi đó, thì do theo điều kiện của cái việc làm hay cái tiền nghiệp trong quá khứ hoặc nghiệp đang làm đó, lúc này nó có thể đưa xuống những cái cõi như vậy. Đó. Nhưng là xuống đó rồi tự biết chứ rồi sao. Chúng tôi từng đi qua rồi mà đều hỏi giỏi không nhớ đâu quên à. Bởi vì ai cũng vậy chứ, lọt ra khỏi cô đó là cố gắng quên chứ nhớ chứ hoài. Nhớ lửa đốt mình tối cả ngày hoặc là đi chi vậy. Thấy không? Như nào tâm xấu thì ráng cố gắng mình tạo cái điều kiện, tức là mình lôi lửa đối tượng khác để cho tâm mình nó trở thành thiện pháp chứ không lẽ. Chứ nếu mà cái tâm mình mà là tâm xấu, mình nó đang ở địa ngục thì nó trái thành thang chứ ở đó sao trở lên được. Thành ra ráng cấn tìm những đối tượng nào để thay đổi cái tâm mình để cho nó tốt, nó mát mẻ trở lại. Nó mô thai giá. Dạ sa thú ạ. Con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời những câu hỏi trong đạo tràng, và cảm ơn đạo tràng cho những câu hỏi. Dạ bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời bằng tay hoặc mời câu chất chát của quý vị ạ. Dạ còn bằng tay nào không, còn câu chất chát nào không xin đưa lên ạ. Dạ, con chưa thấy bàn tay cũng như chưa thấy câu hỏi. Dạ, huynh tu học Phật Pháp còn ở trước máy không? Dạ, huynh tu học Phật Pháp còn trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh hỏi một câu mà lấy với ngài nữa mà chưa có ai đưa tay thì mời huynh nghe. Alo,
Mình tu học Phật pháp qua đó không? Dạ, xà thú cảm ơn Quỳnh. Dạ, bạch ngài, trong khi chờ đợi những câu hỏi, dạ con xin nào là khi mình mà tu tập, mình hướng đến đạo quả giải thoát, mọi sự khổ nó theo, theo như là Đức Thế Tôn, hay là phải nhờ thầy tổ hay người nào làm điều gì đó đối với mình thì mình mới tu được. Ví dụ con nghe có những vị giảng là cái khổ mà mình có khổ thì mình mới tu, nếu mà mình không có khổ thì mình không tu. Thì như vậy là có phải là, ví dụ bây giờ con nói sao ta, mình bị đau khổ cái điều gì đó, là cái điều đó là nó dạy cho mình tu. Con thấy cái lời giải thích này con không có ổn lắm bạch ngài. Dạ, ngài giải thích giùm cho con á. Nếu mà mình, người ta nói nếu mà mình sướng hoài á, mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình an lạc á, thì mình sẽ không có tu được. Mà mình có khổ á, thì cái điều khổ đó nó dạy cho mình tu, mình mới giải thoát được. Dạ, con cung thỉnh ngài, ngài giải thích thêm về cái câu này, con thật sự con không có hiểu, con không hiểu được ạ. Dạ, con kính dân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Chư Thưa Chư Quý Vị. Chúng ta khổ hơn ngài nhưng mà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta không biết chúng ta làm sao? Hãy học cái bài học của Bồ Tát. Bồ Tát ở cái nơi sung sướng, có ba tòa lâu đài dành cho mùa nóng, mùa mưa với mùa lạnh. Ba mùa là tính theo Ấn Độ mà chỗ khác là bốn mùa. Thì ngài làm gì? Ngài đi ra ngài thấy gì? Đó. Thấy không? Lão bệnh tử. Rồi thấy cái gì mà tu? Đó. Đó. Thì ngài thấy cái sự thật là ngài đi tu chứ gì đâu. Chứ cứ mình đợi cho tới khi nào có thân mình khổ hả? Lúc đó không còn cái cơ hội nữa. Có nhiều người họ có cái phước tới chừng ngã bệnh nằm xuống và nằm trong bệnh viện là tu, lấy gì tu, biết mà biết hiểu gì đâu mà tu. Đó. Nên là mình còn khỏe đi học đi, dầu rằng mình có thấy khổ hay không thấy khổ chuyện không quan trọng, quan trọng là học cái lời của các bậc thiền trí để lại đó. Đó. Bây giờ mình học là học theo kinh điển của Đức Thế Tôn đã truyền lại cho mình đó. Rồi tới lúc nào đó mình có cơ hội để mình mới dùng được, mình mới, nó mới giúp đỡ được mình. Chứ bây giờ mình chờ cho tới khi nào mình ngã bệnh ra mình tu, ví dụ cái phước mình 80 tuổi chết, 79 tuổi mới ngã bệnh, thì mình tu là tu cái gì? Tu hủ lúc đó cho tu cái gì? Phải không? Cho nên bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, giàu rằng khỏe như thế nào thì nữa, cũng nên hạ thủ công phu lần lần. Bởi vì tu không phải một ngày một đêm có thể đắc đạo đắc quả được, mà phải qua nhiều kiếp. Thì kiếm nào cũng phải nên, nghĩa là tu gieo duyên, chứ không phải là đợi tới lúc có chuyện mới làm, thì cái đó nó quá trễ. Nam mô Bố Thà Gia. Dạ, sa thủ đành thai. Dạ, con kính tri ân ngài. Ngài giải thích cái thắc mắc con hiểu được rồi. Dạ, con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, con rất là lấn cấn. Tại vì con nghe cái lời giảng là như vậy á, cái mình sống trong cái đau khổ thì cái đó nó để nó dạy mình tu, con nghĩ không có ra. Dạ, bây giờ thì do lời giải thích của ngài thì con đã hiểu ra rồi. Dạ, mình phải tu trước khi mình đau khổ, cái lúc mình đau khổ rồi thì không còn tu được nữa. Thân đau quá, ví dụ như mình có cái thân mà nó đau quá thì làm sao mà ngồi được hoặc còn suy nghĩ được cái điều gì khác để mà tu. Công ty ân ngày rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa thấy, bằng tay cũng chưa thấy câu hỏi Nhật Quỳnh. Mời Quỳnh tu học Phật pháp nha. Dạ, mời Quỳnh. Nam mô Bố Thà Gia.
Dạ, xin ưu tiên cho những cái vấn đề của các cái anh chị đạo hữu khác ở trong room. Xin ưu tiên các anh chị cứ việc gõ lên. Nhân cái câu hỏi vấn đề mà chị Nhật Quỳnh vừa mới đặt ra, rồi cái vấn đề là như nãy chị nói rằng là mình phải tu trước khi mình bị khổ, nhưng mà rõ ràng là không có, lúc nào mình cũng khổ hết, chỉ qua chẳng qua là mình không thấy thôi. Tại vì thân thọ tâm pháp nó chính là năm uẩn, mà năm uẩn là khổ đế. Như vậy thì đâu có cái chuyện mà trước khi mình gặp khổ, tức là cái trạng thái nào của năm uẩn nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì cái chuyện mà trước khi mình đau khổ thì rõ ràng là con thấy hình như nó bị mâu thuẫn với lại cái gọi là cái sự thật về tam tướng, có đúng vậy hay không thưa sư? Như vậy thì chỗ này thì sẵn là xin sư nói rõ luôn để cho chúng con hiểu cho nó đầy đủ. Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Mẹ Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Trong trường hợp mình có phước, mình không thấy khổ nhưng mình vẫn phải tu. Tu để chuẩn bị khi cái khổ nó tới thì mình không thấy, chứ không phải tới chừng mình thấy khổ. Chắc chắn mình tu để thấy khổ, chứ không phải mình tu để chờ khổ nó xuất hiện cho mình thấy. Đó. Mà bây giờ mình lỡ mình sanh ra là cái người có nhiều phước, mình không có thấy được cái sự đau khổ đó, nghĩa là mình sống cuộc đời ăn vui không thà không thấy, nó có chứ mà không thấy, thì mình phải dựa vào những cái điều kiện xung quanh của mình đó. Thí dụ như bây giờ mình cách cái vỏ mình đi một vòng chợ thì có bao nhiêu chuyện chứ, bộ đi vòng chợ thấy toàn là thứ thiệt, thứ ngon lành chứ không đó. Thì cũng có người ăn xin, cũng có người già chống gậy lơm khum này kia xùm, thì mình phải lấy cái đó để mình định nhét vô cái thân mình coi mình có thể là như vậy, để cho mình tu từ bắt đầu từ bây giờ, chứ không phải là đợi cho tới cái lúc nó phát ra tới với mình rồi mình mới tu. Mình nhớ chuyện đó, nó tu trước khi sự khổ nó đến. Mà Đức Phật, cái lời dạy Đức Phật nó có điều rất là đặc biệt, không phải chờ cho tới mình sắp xuống lỗ mình thấy rồi mình mới thấy được lời dạy Đức Phật, không phải. Lời dạy Đức Phật áp dụng cho lúc mình còn trẻ cũng được, lúc mình khỏe cũng được, lúc mình bệnh cũng được, lúc mình sắp xuống lỗ cũng được đó. Cái quan trọng là mình nên nghiên cứu, học hỏi những cái điều đó, coi cái nào nó hợp với mình thì mình tu, học theo ngày, học trước. Bởi vì chắc chắn một điều đó, khi mình sanh ra rồi đó, không có người nào sanh ra mà không chết nữa. Phải biết chắc chắn rồi đó, đó. Bởi vì Đức Phật đã thấy cái gì, thấy không? Đức Bồ Tát đã thấy lão tử tăng. Thì bây giờ mình nổi cái chuyện đó, phải nói chứ hằng ngày mình soi gương mình thấy mình già lần lần, chứ không lẽ hằng ngày soi gương thấy trẻ lần lần lần, giống như chuyện của con nít gì hả? Ngày càng trẻ mà. Không có đâu. Thì mình chỉ cần để ý một chút thì mình thấy chuyện đó liền đó. Nhưng cái quan trọng cái là mình có đủ phước báo để mình tìm được cái môn học mà nó phù hợp với mình hay không. Cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì bây giờ có những cái nơi á, mà cái người ở đó muốn tu là phải lội qua tới Miến Điện, lội qua tới Thái Lan, là tại sao? Ở cái xứ sở họ tu không được. Nhưng mà có lẽ cái lời nguyện hay cái phước kiếp nào nó trổ, thành ra vẫn phải xếp bút nghiêng đi qua tới những cái xứ đó. Mà đâu phải những cái gì đó đi qua tới xứ đó là ăn vui đâu có gì. Nghĩa là nội vật thực không đã khó khăn là đi xin ra mà tìm được món vật thực mà ăn cho nó, nghĩa là nó ngon miệng chút là khó rồi. Mà đâu phải dễ đâu quý vị. Mình qua tới xứ Phật giáo chính tống đó, nhưng mà đi từ bình vẫn bữa đói bữa no như thường, chứ không phải lúc nào cũng được đấy. Nhưng mà người ta vẫn chịu khó tìm đến để tu tập, chứ không phải đợi tới già rồi mới vô tu. Thành ra người gì nào mà nghĩ thôi để già bữa đó mình về già chứ mình tu, nên xét lại cái sự suy nghĩ của mình. Nam mô Bố Thà Gia. Nam mô Bố Thà Gia. Dạ, con kính tri ân sư ạ.
có nhiều, cũng có rất nhiều cái người họ có cái suy nghĩ là tôi không có thích cái vấn đề là đạt tới cái lý tưởng cuối cùng là chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi. Tôi muốn tìm một cái con đường, một cái phương cách tu tập mà nó không có tạo ra cái sự khổ thân và nó cũng không có bị khổ tâm. Như vậy thì trong đạo Phật có hướng dẫn về cái cách thức, là một cái cách nào tu tập để mà nó dẫn tới cái kết quả mà làm một cái chúng sinh mà không bị khổ thân mà cũng không bị khổ cái tâm hay không, thưa sư? Dạ, còn gửi mít cho sư. Nam mô Bổn Thà Gia Kinh và Chư Tàu Hàng Giả Kinh, thưa quý vị, chắc chắn là không có rồi. Quý vị nên nhớ đó, quý vị nhìn cái cách sống con sư, quý vị biết có khổ hay không? Ông sư đầu trần chân đất, thế những người mà ở các xứ như Âu Châu hay Mỹ Châu thì mà đi qua mấy xứ đó tu, quý vị khổ lắm. Ông nào ông đấy cái gót cái bàn chân đó, quý vị biết mà, nó mà chạm xuống một cái thôi chứ ông nào ông đấy cũng khổ đó quý vị. Có nhiều ông chịu không nổi phải về bỏ cuộc thôi. Trời nóng như vậy đó mà cái chân mà đi trên đất không sao chứ trên đường nhựa, thưa quý vị biết cỡ nào. Thành ra thấy khổ liền chứ đừng nói qua đó là thấy khổ liền chứ đừng nói là không thấy. Nó không phải dễ. Không phải dễ. Mà có cái gì ăn nấy chứ đâu phải là muốn lựa gì lựa đâu quý vị. Thành ra nhưng mà qua đó mà không chịu thua mà chịu khó đi tới nơi đó thì cái đó mới là có sự can đảm. Còn nếu không là chào hết, chào giọt hết chứ không có ấy đâu. Nói cái xứ đó đó. Nó. Thành ra đó không phải cái chuyện mà được làm nhà sư là sướng đâu quý vị. Rất là khó khăn. Mà phải ở những cái xứ mà là cái nơi mà một trong bốn cái điều năm mà Đức Phật dạy ở xứ đáng ở đó. Là như vậy đó. Còn mình ở cái xứ không đáng ở như Mỹ hay Âu Châu rồi nè. Dầu rằng có mặc đồ tu, có tu đi nữa cũng giữ giới không trong sạch được đâu quý vị. Nó thật sự vậy đó. Là những cái xứ nào, bởi vì những cái xứ nào gọi là cái xứ cho người tu ở. Nhưng mà cái phước mình ít quá thì mình phải đáng chịu đó. Thật sự ra đây nhiều vị sư ở đây không vậy? Phải thức khuya dậy sớm là tại sao? Tại lúc đó mấy cái nét của cái đám đó là nó là ban ngày thì nó mới có những cái vị sư mà ta lên ta thuyết pháp giảng đạo, hay là có những cái lớp nó mở những cái lớp học á, là học qua Zoom qua ấy rồi đó còn học được. Thành ra phải thức khuya là vậy chứ không phải là dễ đâu quý vị. Còn ở Mỹ này quý vị đợi tìm tới cái chùa nào có dạy Phật pháp đàng hoàng nó hiếm hoi vô cùng, hiếm hoi vô cùng, cho nên nó không có gì thân tiện. Thành ra tùy theo mình có được phước bao nhiêu thì mình ráng vào nhiều một phước mà mình đã tạo được đó, để giúp cho mình tìm tới giáo pháp Đức Phật. Dù rằng mình học không nhiều nhưng mà ráng cố gắng. Bởi vì kiến tha lâu thì đầy tổ, học lần chút cho tới ngày nào đó mình vẫn có cơ hội để mình ngước mặt lên nhìn ông vua trời Đế Thích trên kia, chứ còn không là chưa chắc. Nam mô Bổn Thà Gia. Nam mô Bổn Thà Gia. Dạ, con thay mặt đạo tràng nhà kính tri ân về những cái lời dạy vừa rồi của sư. Dạ, ý của con thì không phải là nói rằng là có cái cách tu mà nó không bị khổ thân. Mình đã là người, đã là nhân loại thì chắc chắn là nó phải bị khổ cái thân này thôi, thưa sư. Mà ý con muốn hỏi rằng là cái phương pháp tu để mà tái sinh thành một cái loại chúng sinh mà không bị khổ thân và bị khổ tâm luôn, thưa sư. Là con lấy ví dụ như là tu tập thiền định chẳng hạn, thì khi mà được tái sinh lên những cái cõi phạm thiên thì hình như là không có bị khổ của thân, đúng không thưa sư? Còn tu tập thiền quán thì nó sẽ cho cái kết quả là mình sẽ trừ được cái tham với là cái sân thì nó lại không bị khổ tâm. Nhà sinh sư chỉ dạy rõ hơn về cái điểm ý con muốn hỏi đó, là mình tu tập những cái pháp môn tu tập gì để mà nó dẫn tới một cái kết quả ở một kiếp sau hoặc là nhiều cái kiếp tương lai mà nó không bị khổ của thân và nó không bị khổ của tâm. Dạ, còn kính gửi mít cho sư.
Nam mô Bụt Thầy và kính bạch Che Tôn này và kính thưa chị quý vị. Dẫu rằng mình tu thiền chỉ thiền gì rằng mình có lên cõi đó đó. Mình nói không khổ thì không khổ chỉ một kiếp đó mà thôi, không phải là không khổ. Nó khổ nhưng mà cái khổ đó rất là phi tế, mình không nhận ra bởi vì nói rồi có cái thân ngũ quẩn này là còn có khổ mà. Nhưng mà nó vi tế mình không có nhận ra bằng những cái cõi mà nó tương đối nó thô thiển, giống như cõi người hay là bốn cái đường ác đạo. Nhưng mà mình lên cõi đó, cái khổ một cái điều mà lên cõi đó là khó tu lắm. Tu dưới này để sanh lên cõi đó rồi, lên cõi đó là lo hưởng nhàn khó tu. Thành ra đa số những cái vị mà người ta muốn tạo ba la mật để có thể thành Phật đó, mình nhớ là sanh lên những cái cõi, cõi dục này rất là nhiều. Cõi dục mà dục từ người trở xuống chứ không phải là cõi dục mà trên cái mấy cái cõi trên kia. Bởi vì mấy cái cõi trên kia đó, cái sự khổ nó ít, cái sự an lạc nó có. Còn mình sanh làm cõi người là cõi bàn sanh đó. Quý vị thấy để ý trong những chuyện tiền thân của Đức Bồ Tát, đa số là ngài sanh ở cõi bàn sanh, làm khí, làm voi đâu đó ha. Và một số kiếp nữa là sanh làm người. Nhưng mà đa số sau khi được thọ ký là sanh làm người nhiều hơn đó. Thành ra nó phải có những cái chuyện vậy để con người mình nó có đủ điều kiện để đối phó bất cứ cái gì trong những kiếp về sau mình gặp được. Chứ còn nếu không là rất là khó quý vị. Không phải là cái kiếp cuối cùng của mình là lúc nào mình cũng sướng, không có đâu quý vị. Dầu rằng đó là kiếp cuối cùng vậy nữa, không có. Quý vị để cái ngày Tỳ Kheo Tích Xạ, tức là học trò của ngài Sariputta, chỉ no được bữa cơm cuối cùng mà thôi. Ăn được bữa cơm rồi bà đi nếp hà ná liền. Nghĩa là từ lúc người sanh ra cho tới gặp ngài Sariputta cho đi tu, tu cho tới ngài Parinibbana chỉ được có một bữa cơm no mà thôi, còn đa số đi là không có. Mình phải giàu rằng mình có tu cái mấy đi, nhưng mà mình nhớ ra cái quá khứ của mình là bao nhiêu a tăng kỳ rồi, mình làm ác rất là nhiều, chứ không thể nào mình làm thiện nhiều được. Lý do gì hiểu, mình có tới 12 cái tâm ác mà 8 tâm thiện rồi. Tại vì khi còn phạm nhân thì thường mình ăn cái tâm ác đó, nó rất là nhiều. Thành ra khi nào kiếp này đi nữa là kiếp cuối cùng của mình đi nữa, vẫn khổ, khổ, khổ và khổ. Còn có những cái cõi trên, tại sao mình không khổ? Tại vì có cái thân này nó vi tế. Dĩ nhiên là cái thân ngũ quẩn thì nó sinh, tức là khổ chứ không gì đó. Nhưng mà nó vi tế, mình đã không để người ta lo vui thôi. Nhưng mà lại tu không được. Anh nhớ không có gì nào trên đó mà tu hết. Anh ta nghe cái câu mà vô xin tu đó, có câu mà hai cái vị mà tụng người hỏi đó, người có phải là người hay không, phải không? Đâu có dễ đâu đó. Thành ra cuộc đời tu nó cũng có nhiều cái nhiêu khê lắm. Thành ra không có cõi nào mình nói là sanh không khổ là không có đúng rồi. Có thân ngũ quẩn này là khổ, nhưng mà cái khổ đó nó có làm cho cái tâm mình nó bị dao động hay không? Thì nếu sanh lên cõi phạm thiên rồi này kia ông chùm đó thì nó không làm cho tâm dao động, nhưng mà nó vẫn còn cái hành khổ, tức là sanh diệt của cái ngũ quẩn này. Nhưng mà đa số những cái vị mà Bồ Tát á, thì mình nếu mình nghĩ là cái chuyện giải thoát là cái chuyện quan trọng thì mình nên hành cái pháp của các vị Bồ Tát, tức là sanh ở những cái cõi như vậy, cõi người, để có thể tu hành được, có thể thấy được cái khổ để mình có thể mình áp dụng một số cái lời dạy của chư Phật cho cái cuộc đời sống của mình nó có nhiều ý nghĩa hơn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính tri ân sư. Đó, như vậy chị Nhật Quỳnh là nghe rõ chưa? Tôi nghe là phải lấy cái khổ mà tu, chứ mà sướng quá là không có tu được. À, như đại sư vừa mới dạy rất là rõ ràng, lên những cái cõi đó sướng quá là không có tu được, à, chỉ có nhờ cái khổ để mới học ra được. Thì con nhớ hình như là phận sự của tứ đế là tri khổ, trừ tập, chứng diệt và hành đạo. Sư cũng nói nhiều lần về cái vấn đề này.
Dạ, sau đây còn mấy phút nữa là con xin sư con quay lại về cái chủ đề về cái tự tính với là cái tự ngã, thưa sư. Con vẫn còn một cái chút là khúc mắc một chút là liệu rằng á là một cái pháp mà nó có cái xá pha hóa, tức nghĩa là nó có một cái đặc tính riêng biệt của nó có cái xá pha hóa thì nó có tự ngã hay không, thưa sư? Nếu mình trả lời rằng là nếu mình nói rằng là nó không có tự ngã, mà không có tự ngã thì làm gì nó có cái thực thể để mà nó mang cái đặc tính xá pha hóa đó được, thưa sư? Như vậy thì xin sư chỉ dạy, như là con đặt cái câu hỏi đó là gì, một cái pháp mà nó có cái xá pha hóa tự tính riêng biệt của nó thì nó có tự ngã hay không? Con gửi mình xin sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa chư gì. Cái thí dụ dễ nhất là phạm thiền cõi vô tưởng, có tự ngã không? Người ta lên đâu, ta có chỉ có mười mấy cái sắc thì ngồi cũng đóng suốt 500 đại kiếp, làm gì có tự ngã? Tự ngã là phải là do một tập hợp, tập hợp đó có thể là có thực tánh, cũng tập hợp đó có thể là có một nửa thực tánh, mà tập hợp đó có thể là không có thực tánh. Thì về cái tập hợp đó đó, cái ngôn ngữ nhân loại mới đẻ ra cái danh từ này danh từ khác. Chứ nếu mà ở cái cõi mà người ta có thể người ta thấy không thấy mà ta không nói được, không cõi vô tưởng nữa. Đó. Mấy ông sanh lên đó là thành, nghĩa là ở trong trong những cái sách mà nói về cái cõi đó thì ví dụ như cái ông đó mà ông đừng đứng rồi ông tắt thở rồi ông sanh lên đó cũng đứng vậy thì làm gì có tự ngã đâu. Bởi tự ngã đó là một cái tập hợp do chế định của nhân loại mà ra. Chứ nếu thì nếu mà nhân loại không chế định thì nó chẳng có gì là tự ngã đó. Nhớ có những cái danh từ mà đặt ra để gọi một số cái chuyện mà người cái cõi nào đó người ta đặt ra, chứ còn nếu không thì không có, không có cái đó. Thành ra mình phải hiểu những cái tập hợp đó, cái thực tánh đó, mà nó tập hợp theo cái kiểu gì thì nó có một cái chữ của loài người đặt ra để gọi cái đó. Đó. Thành ra bởi vì nó một đống vừa sắc vừa danh, một đống sắc nó hợp lại, cái người ta thành một cái cục có mắt tai mũi lưỡi rồi có cái danh nữa, người ta mới chế ra cái đó là người. Nhưng mà mình ở trong kiếp này người ta chế ra người chứ chưa chắc mình ở trong kiếp khác người ta không chế ra người, mà người ta gọi con gì đó là ai biết được. Mình ở cõi này nó có một số cái chế định với chữ đó thì mình chỉ dùng thôi, nhưng mà chưa chắc, bởi vì đây là ngôn ngữ là tùy theo cái điều kiện của những cái nhân vật, cái chúng sanh ở cái xứ đó mà thôi đó. Chứ làm sao mà ấy được. Thành ra nó có những cái mà mình rất là mà mắc cười không? Vì cái ngôn ngữ này nè, chúng tôi xưa có đọc trong Lý Đời Đại Giác có chuyện cười kể quý vị nghe. Anh Tây với anh Mỹ vô quán cà phê gọi ly cà phê. Rồi thì ông họ bưng một cái ly cà phê ra trước, họ đưa cho ông Mỹ. Thì ông Tây ông chỉ, ông nói là phú mì. Ông Mỹ ông đứng lên ông chống nạnh. ông kênh ông lấy. Cái mà ông Tây ông vẫn chỉ vô cái ly phú mì. Đó. Ông Mỹ ông thôi ông Tây bục liền. Ông nói của ông rồi, tại sao ông nói là của ông? Ông đó, nói của tôi sao ông nói của ông? Ông Tây té xuống cái, nó chỉ vô cái ấy nó nói lại. Cái anh bội nhìn vô nói, con kiến. Thì lúc đó mới biết thằng Tây nó chỉ là con kiến, là tiếng Tây là phục mi. Còn anh Mỹ anh nghe là phô mi thử rồi cái lộn. Thấy không đó. Cái ngôn ngữ con người là được đặt ra tùy theo chỗ chứ không phải là chỗ nào đó. Mà đặt ra không chúng mà gọi vậy là bị ăn đòi vậy được. Nó rất là nhiều chuyện nhiều khê chứ nó không có phải dễ.
Rồi thành ra ở đây cái mình dựa vào một số cái điều kiện mà của cái ngôn ngữ, mình tại vì mình dính dùng ngôn ngữ tạm nhiều quá, thành ra nó mới ra những cái chữ như vậy. Nhưng mình nên nhớ những cái chữ như vậy đó, nó chỉ biểu hiện cho một cái nhóm, có thể là thực tướng pháp, có thể không phải thực tướng pháp. Người ta dùng cái đó, thí dụ người ta làm cái bánh, người ta đặt tên cái bánh đó tên gì thì con người cũng vậy, đặt tên thì gọi vậy đó. Thì khi mà Đức Phật xuất hiện, Ngài gọi cái ngũ uẩn thôi, cái Ngài không có nói cái gì hơn đó. Cái năm chuyện để nói tới là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chứ còn nếu mà không có một cái vị như Đức Phật ra đời thì đâu ai biết, ta vẫn gọi là con người, vẫn anh chị mày thao này kia trong đệ tối, thấy không? Thành nên ta dựa vào số cái điều kiện như vậy, thành nên nó mới có cái đó. Thành ra mình đặt nặng vấn đề nhiều quá rồi mình cũng đi tới cái chỗ mà không có sự giải thích nào thỏa đáng hết đó. Bởi ngôn ngữ là người thì nó đi vòng vòng vậy thôi. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân sư. Dạ, như vậy thì con cũng lại cái bỏ qua cái vấn đề về cái tự ngã với cái tự tính. Ở đây chúng ta cũng đã có được những cái hiểu biết tương đối là nó rõ ràng hơn. Dạ, thôi còn có 2 phút nữa sư. Con cũng 2 phút nữa thì chắc cũng không có làm gì. Dạ, thôi con lên cũng là thể mặc đầu tràng là kính tri ân sư và những cái lời giảng dạy hàng tuần của sư. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khả. Dạ, con kính gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa sư quý vị, hiện tại chúng tôi phải đi ra ngoài mấy phút. Tại chùa bữa nay không có ai nhà đó. Sư Khả thì đi qua bên sư Tịnh Đức rồi. Còn hai ni cô cũng đi đâu không biết. Ngày đó anh tới anh làm giường. Anh kêu để anh vô anh làm, để chúng tôi phải ra mấy phút để chạy tranh thôi. Xin lỗi quý vị. Nam mô Bổn Thầy và tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành cho tất cả chư tôn hiền giả cùng các cận sinh nam nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các áo pháp hỗn loạn nơi tâm. Nam mô Bổn Thầy và Nam mô Tham Mai và Nam mô Sang Khả và Nam mô Rạch Tanh Nát Tại Giá Xa. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liệu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đầu tràng để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn huynh trụ học Phật khóa và tất cả quý anh chị em đạo hữu đã cho những câu hỏi. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ, chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liệu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay cũng như những ngày đã qua, thành kính dâng đến Ngài Tịnh Đức, mong rằng phước này trợ duyên cho Ngài được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tuệ Đức nếu sư đã trở lại trước mái, sư cho con một tín hiệu sau khi chúng con sám hối, do chúng con thỉnh đại đức Tuệ Đức phúc trúc cái đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Bồ Tát Mang Ghe Na Quan Đề Hằng Ba Đà Phạn Sum Qua Rùa Tam Mang Bồ Thệ Do Ca Li Tô Đô Sơ Bồ Thọ Khăm A Tu Tăng Ma Mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đề hằng thầm anh cho đức quý thằng và răng thầm mê vô kha li tô độ sâu thầm mô khamma tu tăng ma măng.
con đem hết lòng thành cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vị thốt tam ăn sẵn khê vô khà lì tơ đô sâu sẵn khô khà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ sa thú, con đã thấy tín hiệu của Đại Đức Tuệ Đức. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức phúc chúc ca rôm mà con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn đức tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Trí Đức, thượng tọa Liễu Tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư chư tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tê tha la tha sukhita viron ha putta sa sanne aroga sukhita ho ta sa sa pe inya ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng